Thôi, xin kính chào tất cả các cô bác anh chị. Như theo lịch hôm nay chúng ta sẽ có một cái buổi live chia sẻ về cái chủ đề là gan nhiễm mỡ và những cái thực phẩm giúp chúng ta đẩy lùi được cái căn bệnh gan nhiễm mỡ này. Thật sự là có rất là nhiều người trong chúng ta hay lầm tưởng đồng nghĩa giữa gan nhiễm mỡ và máu nhiễm mỡ. Thì bác sĩ Minh hôm nay cũng sẽ giải thích để cho các cô bác anh chị có thể phân biệt và hiểu rõ được nó. Bên cạnh đó có rất là nhiều người không hề mập, cũng không giống như không hề bị thừa cân, ngược lại lại bị gầy nữa, nhưng mà đi siêu âm lại phát hiện ra gan nhiễm mỡ, làm cho thật sự rất là khó giải thích và họ cũng giống như họ không có tin được vào cái chuyện đó. Thì bác sĩ Minh cũng sẽ giải thích cho các cô bác anh chị hôm nay hiểu rõ hơn vấn đề đó, để mình biết được lý do tại sao những người gầy cũng bị gan nhiễm mỡ. Và ngoài ra phần rất là quan trọng trong buổi hôm nay đó là những cái loại thực phẩm nào sẽ giúp chúng ta đẩy lùi được căn bệnh này, giúp chúng ta phòng ngừa và đặc biệt là giúp chúng ta tránh những cái tổn thương tế bào gan bởi cái tình trạng gan nhiễm mỡ. Thì rất là mong các cô bác anh chị nào đã vào livestream rồi thì có thể giúp bác sĩ Minh một cái lượt chia sẻ để nhiều người có thể xem được livestream này và nhiều người có thể biết được những cái vấn đề về gan nhiễm mỡ, cũng giống như là biết cách mà chúng ta ăn uống đúng để có thể đẩy lùi được căn bệnh này. Rồi, các cô bác anh chị nào đã vào rồi thì giúp bác sĩ Minh một cái lượt comment nha, để bác sĩ Minh biết là cái âm thanh và hình ảnh nó rõ ràng nha. Rồi, chào cô Linh Nguyễn, chào cô Mai, chào cô Loan, chào cô Nga, chào cô Châu Thi, chào cô Hoa, chào cô Phúc, chào cô Hương, chào cô Tiết, chào cô Lộc, chào cô Tâm, chào cô Cúc. Rồi, chào cô Hương Thì. Rồi, hiện tại thì chúng ta còn khoảng cỡ 30 giây nữa chúng ta sẽ bắt đầu vào buổi livestream, và bất cứ các cô bác anh chị nào đang có vấn đề về gan nhiễm mỡ hay có thắc mắc về cái tình trạng gan nhiễm mỡ hay là có bất cứ câu hỏi gì đó thì các cô bác anh chị có thể đặt chút xíu, con sẽ trả lời những cái câu hỏi nào theo thứ tự ưu tiên từ trên xuống dưới nha. Thì con nghĩ là trong chúng ta cái vấn đề bệnh lý gan nhiễm mỡ thì sẽ rất là nhiều người gặp phải những cái vấn đề liên quan tới bệnh lý này, và đặc biệt là có điều là chúng ta rất là ý y, tại vì thường nó sẽ không có triệu chứng và thường là chúng ta chỉ phát hiện được qua siêu âm, và thường nữa là chúng ta hay nghe nói là cái này không sao đâu, về nhà cứ ăn uống này kia, hạn chế dầu mỡ chiên xào là được rồi. Nhưng thật sự là nếu như chúng ta không điều trị sớm hoặc là không biết cách để chúng ta có thể giải quyết sớm á, thì rất có thể nó sẽ chuyển qua những cái giai đoạn nặng hơn, đó là xơ gan và ung thư gan, được chưa? Rồi, chúng ta sẽ bắt đầu vào buổi livestream luôn nha. Đầu tiên thì bây giờ là trước tiên con muốn cho các bác anh chị hiểu rõ gan nhiễm mỡ là gì. Thứ nhất là gan nhiễm mỡ, người ta dùng cái thuật ngữ này để mô tả cho cái tình trạng là cái mỡ nó tích tụ ở trong gan của chúng ta quá nhiều. Bình thường gan là một cơ quan nó có chức năng dự trữ và chuyển hóa mỡ, tuy nhiên là nó trong gan nó chỉ chiếm khoảng 2-4% cái trọng lượng gan thôi, cái mỡ trong gan nha, nó chỉ chiếm khoảng 2-4% thôi. Thì những trường hợp gan nhiễm mỡ thì lúc đó mỡ trong gan nó sẽ vượt quá cái con số này, nó sẽ lên trên 5%, và tùy theo mức độ nặng mà nó sẽ chiếm những cái tỷ lệ cao dần dần lên nữa theo cái mức độ nặng của tình trạng gan nhiễm mỡ. Vì vậy nếu như cái lượng mỡ trong gan nó quá nhiều, nó sẽ làm cho tế bào gan của mình nó dễ bị tổn thương và làm cho những cái hoạt động hay là chức năng của gan nó bị ảnh hưởng, từ đó dẫn tới những cái rối loạn về chức năng gan và dẫn tới những cái bệnh lý như là xơ gan, suy gan và xơ gan, được chưa? Vì vậy á, là bình thường á nha, chúng ta đối với những trường hợp gan nhiễm mỡ mà cái giai đoạn đầu mà chúng ta phát hiện sớm á, thì gan nó hồi phục tế bào rất là tốt, tại vì gan là cái cơ quan mà có khả năng hồi phục được 100% nha các cô bác anh chị. Trong cơ thể chúng ta, gan là cơ quan mà khi tế bào bị tổn thương nó có khả năng nó hồi phục lại được hoàn toàn những cái tổn thương đó, được chưa? Rồi bây giờ con sẽ cho các cô bác anh chị coi một cái hình để mình hình dung được cái gan nhiễm mỡ là cái gan mình nó sẽ như thế nào nha. Đợi con chút xíu nha, để con share cái hình nha.
Đây các bác anh chị nhìn nó hình ha, mình thấy một cái gan bình thường, một cái gan bình thường là nó sẽ màu hơi sẫm sẫm như nè đó. Rồi khi mà một cái gan nhiễm mỡ nhẹ, bắt đầu chúng ta thấy là cái màu gan nó bắt đầu nó đổi màu, và đặc biệt chúng ta nhìn kỹ chúng ta sẽ thấy có những cái vết vàng vàng nó loang lổ ở trong cái nhu mô gan, đó chính là những cái tế bào mỡ. Và khi gan nhiễm mỡ mức độ nặng là hầu như cái gan của chúng ta nó sẽ hiện ra những cái màu vàng nó rất là rõ. Đây đây là khi mà giả sử mình làm giải phẫu bệnh á, tức là mình mổ ra mình coi trong những cái trường hợp mà gan nhiễm mỡ nha, thì mình sẽ thấy cái gan nó giống giống gì nè, được chưa đó. Thì các bác anh chị thấy rõ ràng, nếu như mà cái gan của chúng ta, cái tế bào của nó màu nâu nâu đi, mà bây giờ nó chuyển qua hết màu vàng, thì rõ ràng cái tế bào gan nó đâu còn chức năng gì để hoạt động nữa. Điều đó nói lên là khi mà ở cái tình trạng gan nhiễm mỡ nặng thì gần như là cái việc mà cái chức năng gan nó sẽ suy giảm rất là nhiều, và lúc đó chúng ta sẽ rất khó để hồi phục được cái tế bào gan và hồi phục lại cái chức năng gan của chúng ta, rất là dễ dẫn đến suy gan và xơ gan. Vì vậy mà con hay nói là chúng ta phải nhận biết được gan nhiễm mỡ ở những cái giai đoạn 1 và giai đoạn 2, chứ đừng để qua tới giai đoạn 3. Tại vì ở giai đoạn 1, giai đoạn 2 gan chúng ta vẫn còn khả năng hồi phục được hoàn toàn. Tức là trong những trường hợp ở cái hình số 2 nè, hình gan nhiễm mỡ nhẹ này nè, là gan có thể hồi phục trở về gan bình thường được đó. Nhưng mà khi mà gan nhiễm mỡ nặng thì nó sẽ rất là khó để chúng ta có thể hồi phục trở lại gan bình thường. Mà các bác anh chị biết gan là cái cơ quan rất là quan trọng trong cơ thể chúng ta. Tất cả những cái gì chúng ta ăn vào, chúng ta uống vào, gan là cái cơ quan giống như nó phải lọc lại để nó lấy được lại những chất thải, những chất độc và những cái chuyển hóa không tốt, để cho cái phần dinh dưỡng, phần tốt nhất nó sẽ được cấp máu đi nuôi khắp cơ thể. Vì vậy chúng ta phải biết bảo vệ nó, phải biết yêu thương nó, thì lúc đó cái gan của mình nó mới hoạt động được đủ chức năng và giúp ngừa những cái bệnh lý cho cơ thể chúng ta, đặc biệt là những cái bệnh lý liên quan tới ứ những cái chất độc hay là chất thải, ví dụ như là những cái bệnh lý về tiểu đường, những cái bệnh lý về ung thư, vân vân. Đó là những cái nếu như mà chúng ta có thể giúp gan khỏe mạnh, nó sẽ giúp chúng ta phòng ngừa và hạn chế nguy cơ bị những cái bệnh lý đó. Rồi tiếp theo, cái này là cái hình nha các quán anh chị nhớ nha. Bây giờ mình tiếp tục. Rồi thì bây giờ sau khi mà chúng ta biết cái tình trạng gan nhiễm mỡ, cái hình nó vậy rồi, thì bây giờ những cái nguyên nhân nào là nó sẽ dẫn tới gan nhiễm mỡ? Thì đối với gan nhiễm mỡ, nguyên nhân thường gặp nhất là do rượu bia. Ở đây đa số những cái nguyên nhân là do những cái chúng ta sử dụng rượu bia ở nam giới đó, nó sẽ rất là dễ dẫn đến gan nhiễm mỡ. Vì vậy có nhiều người nam á, mà ốm nha, mặc dù không có mập, không có thừa cân béo phì, nhưng mà khi đi siêu âm bụng á, thì ra cái tình trạng gan nhiễm mỡ, đặc biệt là những người mà sử dụng rượu bia nhiều. Và đặc biệt ở giới trẻ hiện nay, những người mà thường xuyên thức khuya, thường xuyên sử dụng rượu bia, đó là một trong những cái người mà hầu như siêu âm sẽ thấy được cái tình trạng gan nhiễm mỡ, hoặc là sẽ dễ xuất hiện những cái bệnh lý về gan nhiễm mỡ. Cái hai nữa là những cái gan nhiễm mỡ mà không do rượu, thì gan nhiễm mỡ không do rượu nó có một cái đặc điểm, đó là những cái bệnh lý mà khác nó dẫn tới gan nhiễm mỡ, trong đó có một cái nguyên nhân gọi là từ di truyền, tức là gen di truyền á các cô bác anh chị. Vì vậy mà con hay nói là có những người sinh ra là có thể mắc một vài những cái bệnh lý trong người mà mình không thể tránh khỏi. Ví dụ như chính bản thân của con thì khi sinh ra là cái cơ địa con là một người mà bị rối loạn mỡ máu tính chất di truyền, và cái đa hồng cầu, tức là số lượng hồng cầu nhiều hơn bình thường, cũng tính chất di truyền luôn. Vì vậy á, chúng ta phải chấp nhận có những cái chúng ta không thể nào mà chúng ta hỏi là tại sao lại như vậy, tại sao tôi mắc bệnh này, tại sao mà tôi sinh ra tôi lại bị những cái xu hướng như vậy, thì cái đó chúng ta không có thể đổi thừa được như vậy. Tại vì chúng ta đâu có chọn lựa được cách chúng ta sinh ra đâu, nên chúng ta chỉ có thể chọn cách mà chúng ta chấp nhận nó, hay chúng ta đối mặt với nó như thế nào thôi. Thì đối với những trường hợp mà có gen di truyền là những trường hợp mà chúng ta phải biết sống và ăn uống cho nó một cách khoa học ngay từ khi chúng ta còn trẻ. Đó là một cái nguyên nhân mà gan nhiễm mỡ không do rượu. Và đặc biệt nha, đối với gen di truyền rất là dễ dẫn tới những cái gan nhiễm mỡ nặng và sơ gan, suy gan và sơ gan, được chưa? Rồi cái hai, những cái bệnh lý về mỡ máu, những cái tình trạng thừa cân béo phì, nó là một trong những cái nguyên nhân nó dẫn tới gan nhiễm mỡ. Rồi ở đây con cũng muốn nói luôn nha, là mỡ máu cao và gan nhiễm mỡ nó sẽ không giống nhau. Mình thấy cái tên mình thấy nó đã có sự khác biệt trong đó rồi. Gan nhiễm mỡ tức là mỡ ở trong gan nó nhiều,
hay là người ta gọi là tế bào gan nó bị nhiễm mỡ ở trong đó. Còn đối với mỡ máu cao là trong dòng mạch máu của chúng ta, trong lòng mạch máu nó có tình trạng những cái tế bào mỡ nó nhiều hơn bình thường đó, người ta gọi là máu nhiễm mỡ. Vì vậy khi mà các cô bác anh chị xét nghiệm máu, mình chỉ kiểm tra được cái mỡ máu thôi, chứ mình không được kiểm tra, mình không kiểm tra được mỡ gan nha các cô bác anh chị. Đừng có gọi là gộp chung mỡ gan và mỡ máu là giống nhau. Xét nghiệm mỡ máu bình thường, à mỡ máu bình thường tức là tôi không bị gan nhiễm mỡ, là không phải nha. Mỡ máu bình thường vẫn bị gan nhiễm mỡ bình thường, vẫn có thể bị gan nhiễm mỡ. Và ngược lại, những trường hợp mà bị gan nhiễm mỡ thì chưa chắc là bị mỡ máu, được chưa? Nên chỗ này các cô bác anh chị hiểu rõ giùm con chỗ này, để mình có thể biết được là mình đi xét nghiệm máu, mình có mỡ máu cao thì cái bệnh đó người ta gọi là những cái rối loạn mỡ máu, chứ người ta không, chứ không đồng nghĩa với việc là mình cũng có gan nhiễm mỡ nha. Rất là nhiều cô chú đi đến phòng khám của con á, khi mà khai bệnh á, bệnh sử, tại vì con sẽ có một cái bảng hỏi bệnh sử á, thì trong đó nói là mỡ cao, gan nhiễm mỡ. Cái em hỏi sao mà biết cô, biết cô bị gan nhiễm mỡ, thì cô nói là tại cô thấy mỡ máu cao á thì chắc là gan cũng bị nhiễm mỡ đó. Cái này là không đúng và không có giống nhau nha các cô bác anh chị. Rồi cái thứ ba, lý do mà con muốn chia sẻ bài này cũng là một trong những cái, từ những cái nguyên nhân này, đó chính là sử dụng những cái thuốc giảm đau. Tác dụng phụ của những cái thuốc ví dụ như là aspirin là nhóm giảm đau non NSAID hay là non corticoid, non steroid. Rồi à, hoặc là aspirin cũng là một cái thuốc mà dùng trong chống cái tập tiểu cầu ở những cái bệnh nhân, à, những cái cô chú nào mà có những cái hẹp động mạch vành, hay những cô chú nào có những cái bệnh lý thiếu máu cục bộ cơ tim hay gì đó, thường sử dụng những cái thuốc chống cái tập tiểu cầu, thì hoặc là lobidocel hoặc là aspirin. Rồi cái nhóm thứ hai là nhóm corticoid, và nhóm thứ ba là những cái nhóm kháng sinh. Thì đây là một trong những cái nguyên nhân nó làm cho cái tình trạng gan chúng ta nó bắt đầu dễ bị nhiễm mỡ hơn, và dễ dẫn tới những cái tình trạng suy gan và sơ gan hơn. À, còn có một cái cô là bị cái tình trạng đến vì cái cột sống thắt lưng á, nhưng mà bệnh toàn thân rất là nhiều, đặc biệt là những cái bệnh lý liên quan tới tác dụng phụ của corticoid. Cô sử dụng corticoid rất là nhiều. À, thứ nhất là những cái bệnh lý về hội chứng của Cushing, da rất là mỏng và tay chân nó bị bầm hết trơn các cô bác anh chị. Ở đây không biết có cô bác anh chị nào đang xem livestream mà thấy da của mình hay là những người xung quanh mình á, cái tay chân nó cứ nổi đỏ rồi chấm bầm trên tay chân rất là nhiều, và đặc biệt là cơ bắt đầu bị teo. Hồi sáng con có gặp một chú nữa nè, cơ bị teo hết luôn, và giống như là đi đứng nó rất là khó khăn. Một phần là do cái những cái bệnh lý về khớp, nhưng bên cạnh đó là do cái cơ chúng ta không đủ để chúng ta đi, và chính những cái tác dụng phụ của cái việc chúng ta sử dụng những cái thuốc giảm đau nó dẫn tới những cái nguyên nhân đó. Tới lúc mà mình điều trị á, mình phải điều trị hai vấn đề, vừa tác dụng phụ của thuốc mà vừa giải quyết cái bệnh lý nữa, tại vì cái những cái thuốc giảm đau nó không giải quyết được cái nguyên nhân. Vì vậy chúng ta phải giải quyết hai vấn đề. Bởi vì con hay nói các quán anh chị là mình nên điều trị nguyên nhân chứ đừng nên điều trị triệu chứng. Rồi đó là những cái nguyên nhân của gan nhiễm mỡ nha. Cái đầu tiên các cô bác anh chị cần nhớ là do rượu bia thường gặp nhất. Thứ hai nữa là những cái trường hợp bệnh lý khác như là béo phì, mỡ máu cao, hay là những trường hợp mà có gen di truyền, hoặc là những trường hợp sử dụng những cái thuốc giảm đau, được chưa? Rồi ở đây về các triệu chứng nha, triệu chứng của gan nhiễm mỡ thì chắc ở đây nhiều cô chú cũng sẽ quan tâm vấn đề này nè. Vậy bây giờ là ở nhà làm sao chúng ta biết là chúng ta bị gan nhiễm mỡ, đúng không? Mình cũng phải đặt cái câu hỏi là cần phải đi đến bệnh viện xét nghiệm không, hay là chỉ cần ở nhà là chúng ta biết được. Thì đối với những cái bệnh lý khác, thường chúng ta sẽ có những cái biểu hiện gợi ý để giúp cho chúng ta có thể chẩn đoán được ở những cái giai đoạn đầu hoặc là những cái giai đoạn giữa nha. Nhưng gan nhiễm mỡ nó lại là một cái nó đặc biệt, là nó sẽ không có triệu chứng lâm sàng, và hầu như rất ít, chỉ có một vài những triệu chứng rất là hiếm thôi là mình có thể phát hiện hoặc là nghi ngờ, chứ chưa chắc là gọi là gan nhiễm mỡ nữa. Còn hầu hết là không có triệu chứng lâm sàng. Mà những cái bệnh lý không có triệu chứng lâm sàng nó mới nguy hiểm các cô bác anh chị. Nó cứ âm thầm á. Thì nếu mà chúng ta không đi siêu âm bụng, không siêu âm gan thì chúng ta sẽ không thể nào phát hiện được. Và đặc biệt ở người Việt Nam thì cái đó lại xảy ra rất là nhiều. Thói quen khám sức khỏe tổng quát ở người Việt Nam nó gần như nó rất là ít người mà có cái việc thói quen là khám sức khỏe định kỳ, khám sức khỏe tổng quát định kỳ, đặc biệt là những cái cô bác anh chị ở vùng sâu vùng xa.
đó. Thường là mình rất là ngại đi khám bệnh, và cái việc khám sức khỏe giống như là một cái gì đó nó xa vời đối với các cô bác anh chị lắm. Thì con cũng rất là mong qua cái buổi livestream này các cô bác anh chị có thể sắp xếp một năm ít nhất là khám sức khỏe tổng quát một lần giùm con, để có thể mình phát hiện được những cái bệnh lý mà nó không có triệu chứng, ví dụ như là gan nhiễm mỡ. Tới khi mà nó có triệu chứng nha là gần như là gan chúng ta đã rơi vào cái tình trạng suy gan này đó. Tức là lúc này chúng ta sẽ có những cái biểu hiện như vàng da, chướng bụng, hoặc là những cái biểu hiện sụt cân, hoặc là những cái rối loạn về đường tiêu hóa, đau vùng hạ sườn phải, vân vân. Đó là những cái biểu hiện của của gan nhiễm mỡ giai đoạn 3, hay là bắt đầu chuyển qua giai đoạn suy gan và sơ gan này, được chưa? Vì vậy để gọi là phát hiện sớm gan nhiễm mỡ thì nó sẽ hầu như rất là ít triệu chứng và đa số là hiếm. Hầu hết là các trường hợp nha là họ sẽ không có triệu chứng. Vậy con muốn nói chút xíu về những cái triệu chứng mà để cho chúng ta có thể sơ sơ hình dung ở những cái giai đoạn nha. Đối với giai đoạn 1 của gan nhiễm mỡ trên siêu âm hoặc là trong chẩn đoán, nó sẽ có 3 giai đoạn: 1, 2, 3, hay người ta hay gọi là nhẹ, trung bình và nặng. Nếu như các cô bác anh chị đi siêu âm bụng mà bác sĩ kết luận là gan nhiễm mỡ mức độ trung bình là mình đang ở giai đoạn 2, gan nhiễm mỡ mức độ nhẹ là mình đang ở giai đoạn 1, còn gan nhiễm mỡ mức độ 3 là mình đang ở giai đoạn nặng. Thì đối với gan nhiễm mỡ giai đoạn 1 thì lúc này mỡ ở trong gan nó chiếm khoảng 5-10% cái trọng lượng gan. Chúng ta sẽ chỉ có những cái triệu chứng nghe rất là mơ hồ, ví dụ mệt mỏi, suy nhược mà không rõ lý do, cảm giác như ăn mất cái cảm giác ngon miệng, tức là ăn uống chúng ta cảm giác mất ngon miệng ha. Các cô bác anh chị thấy cái triệu chứng nó rất là mơ hồ và nó dễ lầm với rất là nhiều bệnh lý. Những cái bệnh lý cảm đơn thuần thôi, chúng ta cũng mệt mỏi, chúng ta cũng ăn uống cảm thấy không ngon, hoặc những bệnh lý tuyến giáp, những cái bệnh lý về liên quan tới nhiễm trùng mãn tính nó cũng giống vậy. Vì vậy thật sự rất là khó để chúng ta chẩn đoán phân biệt, và muốn vậy thì chúng ta chỉ có thể chẩn đoán được thông qua những cái hình ảnh học, ví dụ như là siêu âm. Cái hai giai đoạn thứ hai là gan nhiễm mỡ độ 2 hay gan nhiễm mỡ độ trung bình, và đây là cái mà rất nhiều người ở Việt Nam đi siêu âm ra kết quả này. Hầu như ví dụ 100 người đi siêu âm đi thì gan nhiễm mỡ, nếu có gan nhiễm mỡ nha, thì gan nhiễm mỡ trung bình nó sẽ chiếm khoảng 60-70%. Thì lúc này gan mỡ trong gan nó sẽ chiếm khoảng 10-20% trọng lượng lá gan của chúng ta, được chưa? Lúc này là mỡ trong gan nè, nó chiếm khoảng 10-20% trọng lượng lá gan. Và lúc này những cái triệu chứng chúng ta sẽ bắt đầu thấy được rõ hơn. Lúc này cái gan khi mà nó nhiều mỡ thì đương nhiên gan nó sẽ bắt đầu nó nặng lên, nó to ra, đúng không các cô bác anh chị? Lúc đó bắt đầu mình sẽ có những cái triệu chứng là mình sờ, mình cảm thấy cứng cứng ở vùng hạ sườn bên phải. Nhớ hạ sườn bên phải là cái vị trí gan nha. Bên phải là tay phải nè, bên phải và cái hạ sườn tức là ở phía dưới của cái xương sườn cuối cùng ở phía trước mà các cô bác anh chị sờ được. Đó, người ta gọi là hạ sườn phải. Bắt đầu sờ chúng ta thấy cứng, và đặc biệt là chúng ta sẽ có cảm giác đau ở hạ sườn phải, và đôi lúc là sẽ có những trường hợp mà giống như là chúng ta cảm nhận được là khi ấn vào nó sẽ đau nhói hoặc là khó chịu. Đó là những cái mà ở giai đoạn 2 chúng ta có thể phát hiện được nếu như chúng ta ở nhà và chúng ta không có đi khám. Thì nếu các cô bác anh chị có cái dấu hiệu mình ấn ở vùng hạ sườn phải, mình thấy đau và mình sờ giống như có cái cục gì cứng cứng mà nó xuất hiện, mình nên đi khám ngay giùm cho con nha. Rồi, tiếp theo là gan nhiễm mỡ độ 3, hay người ta gọi là gan nhiễm mỡ nặng, mức độ nặng. Thì đối với giai đoạn này lâm sàng rất rõ ràng, và chắc chắn là các cô bác anh chị mà đi khám gọi là để mà bắt đầu có triệu chứng mà đi khám và phát hiện gan nhiễm mỡ thường là ở giai đoạn này. Cũng đầu tiên là những cái biểu hiện ở giai đoạn 2, đau vùng hạ sườn phải và sờ thấy cảm giác gan nó to. Nhưng lúc này sẽ bắt đầu có vàng da, vàng mắt và bắt đầu có thể chướng bụng, hay người ta gọi là bụng chướng hay là cổ chướng đó. Lúc này có thể biểu hiện những cái nổi mề đay, mẩn ngứa, hoặc là những cái biểu hiện khó chịu ở da do ứ động, những cái chất độc hay là những cái chất thải. Lấy giai đoạn này gần như triệu chứng nó sẽ rõ ràng, và việc chứng đó nó rất là đơn giản, nhưng việc điều trị nó sẽ khó khăn. Bất cứ cái bệnh nào cũng vậy hết các cô bác anh chị, khi mà chúng ta để tới giai đoạn muộn, triệu chứng quá rõ ràng, lúc đó điều trị nó sẽ rất rất là khó. Lúc này việc hồi phục tế bào gan nó sẽ khó hơn rất nhiều, và để gọi là hồi phục được hoàn toàn thì gần như là không thể so với giai đoạn 1 và giai đoạn 2. Vì vậy á, chúng ta nên tập cái thói quen là khám sức khỏe định kỳ, và nếu được á thì hãy cố gắng làm sao theo dõi cái bản thân của mình và quan sát cơ thể của mình, mà thấy có dấu hiệu gì bất thường á các cô bác anh chị, mình nên đi khám càng sớm càng tốt giùm con nha.
Rồi bây giờ á, trước khi mà chúng ta bắt đầu qua những cái chủ đề chính ngày hôm nay, đó là cái những cái loại thực phẩm mà sẽ giúp chúng ta đẩy lùi gan nhiễm mỡ hay bảo vệ cái lá gan, tránh khỏi tình trạng gan nhiễm mỡ, thì con muốn cho các cô bác anh chị coi một cái nghiên cứu. Mà trong cái nghiên cứu này, người ta sẽ nói những cái vấn đề liên quan tới chế độ ăn uống mà nó giúp cải thiện tình trạng gan nhiễm mỡ. Từ đây con cũng sẽ giải thích từng những cái loại để các cô bác anh chị có thể hiểu rõ hơn nha. Tại vì là đối với y khoa, các cô bác anh chị nó phải có bằng chứng khoa học và nó phải có những cái nghiên cứu hay là những cái gì đó nó chứng minh là thật sự cái loại này nó mang lại hiệu quả và nó cải thiện, thì lúc đó bác sĩ như con mới có cái niềm tin là là những cái loại này nó sẽ giúp cải thiện thật sự, giúp những người dân cô bác anh chị cải thiện, và lúc đó mình mới có thể áp dụng được. Đó là nó khác với cái việc mình nói miệng nói suông. Có rất là nhiều những cái quảng cáo hay là những cái mà nó nói về những cái loại thuốc, hoặc là đặc biệt thuốc thuốc gia truyền các cô bác anh chị, thì thật sự những cái đó nó không biết thành phần và nguồn gốc không rõ ràng, nên để gọi là hiệu quả là chắc chắn là không có một cái nghiên cứu nào nó chứng minh, và cũng không có một cái bằng chứng khoa học nào nói nó có hiệu quả hết. Tại vì vậy cái việc sử dụng nó sẽ gọi là chúng ta sẽ gọi là chúng ta tự đưa thách thức cho bản thân của mình vậy đó. Chúng ta đâu có biết nó có hiệu quả như thế nào mà chúng ta lại đưa vào cơ thể chúng ta. Điều đó là một điều không nên, và tuyệt đối là đừng nên các quan gì, đừng là làm những cái việc như vậy. Tại vì một cái loại mà chúng ta không biết rõ ràng, không biết nguồn gốc hoặc là không biết thành phần, thì chúng ta đưa vào cơ thể, cái người chịu là chính bản thân của chúng ta, chứ cái người bán người ta không chịu, đúng không? Bên cạnh đó thì nè các cô bác anh chị, hôm nay có một cái trang Facebook giả mạo của bác sĩ Minh của con á, là bán những cái gọi là thuốc điều trị dạ dày mà bên Đông y, thì ở đâu Phú Thọ gì đó, sau khi mà liên hệ thì mới biết là ở đâu Phú Thọ gì đó, dẫn từ chỗ trang, ví dụ như các cô bác anh chị theo dõi con á, cái bắt đầu lỡ không biết nhấp vô cái dẫn ra nói là ở Phú Thọ bán, rồi nói là cái này uống trong 2 tháng là điều trị điểm, là hoàn toàn không có nha các cô bác anh chị. Con xin xác nhận là con chỉ có một cái trang fanpage duy nhất là bác sĩ Trần Minh viết qua hết, và một cái trang YouTube là bác sĩ Trần Minh Official. Đó là 2 trang chính thống của con, và sẽ và không có cái trang nào mà con kiểu giống như là nói bán những cái thuốc đông y hay thuốc gia truyền, thực phẩm chức năng mà bên thuốc đông y gia truyền về những cái dạ dày. Tại vì những cái loại đó không có nguồn gốc rõ ràng và không có thành phần, và con sẽ không bao giờ giới thiệu hay là không bao giờ làm những cái việc mà những cái bán những cái thuốc mà chúng ta không rõ nguồn gốc và không biết thành phần như vậy. Nên các cô bác anh chị nào mà lỡ inbox cho những cái trang fanpage giả mạo đó và có được trao đổi tư vấn thì có thể là dừng ngay, đừng mua những cái loại thuốc đó nha. Rồi đợi con chút xíu con chia sẻ cái hình ảnh cái nha. Đây các cô bác anh chị thấy cái hình không? Đây là một cái nghiên cứu ở trên cái tạp chí Y khoa Hoa Kỳ á, người ta nói về những cái thực phẩm có nguồn gốc từ thực vật và các hoạt chất sinh học mà giúp chúng ta cải thiện cái tình trạng hay là đối phó với cái tình trạng gan nhiễm mỡ nè. Một là ở đây chúng ta nhìn ở dưới nha, con đọc cho các cô bác anh chị nhanh dễ hiểu nha, để cái chữ nó cũng hơi nhỏ đó, là các nghiên cứu nè đã phát hiện ra những cái loại trái cây, trà, cà phê và các loại thực vật đó có những cái hoạt tính kèm theo như là cái curcumin từ nghệ nè, cái anthocyanin hoặc là cái polyphenol có trong trà có thể giúp cải thiện tình trạng gan nhiễm mỡ và những cái chuyển hóa của tế bào gan đó. Cái nghiên cứu này nó đưa cho những cái kiến thức rất là gọi là rất là rộng cho những cái người mà về làm về y tế, đặc biệt ví dụ như con đi, thì khi con tìm hiểu con sẽ bắt đầu đào sâu hơn là những cái loại trái cây là trái cây gì, cà phê tác dụng như thế nào, những cái loại gia vị nào sẽ giúp được mình, thì chút xíu con sẽ chia sẻ cho các cô bác anh chị để ngay tại nhà, nếu mà mình ăn uống đúng là mình sẽ giúp được đẩy lùi hoặc là cải thiện cái tình trạng gan nhiễm mỡ của mình. Vì con biết có rất là nhiều cô chú á, khi mà mình đi điều trị bệnh lý gan nhiễm mỡ á, hoặc là mình khi mình được chẩn đoán gan nhiễm mỡ, mình ở nhà mình ăn hoài luôn mà cái gan nó vẫn nhận nhiễm mỡ, mình tập thể dục rất nhiều nhưng gan nhiễm mỡ không cải thiện. Hôm nay con sẽ giúp các cô bác anh chị biết cách mà mình có thể giúp đẩy lùi được cái tình trạng gan nhiễm mỡ nha. Rồi bây giờ tiếp tục. Đầu tiên
là trong những cái loại thực phẩm mà góp phần đẩy lùi gan nhiễm mỡ, đầu tiên phải nói đến là cà phê. Thì thật sự cà phê là cái thứ mà con không uống được. Con uống cà phê vào là tim đập rất là nhanh, hồi hộp, đánh chống ngực, nên con thì con sẽ không thể dùng cái loại này để bảo vệ cái gan của con này, tại vì đối với con cà phê con không có dùng được á. Tuy nhiên có nhiều cô chú anh chị ở đây rất là thích cà phê, và những cái người mà sử dụng cà phê mỗi ngày một tách đó nha, nó sẽ giúp bảo vệ gan và chống lại cái bệnh lý gan nhiễm mỡ không do rượu. À, không do rượu tức là những cái nguyên nhân mà nãy giờ mình nói đó, chủ yếu là hôm nay là mình nói tới những cái nguyên nhân không do rượu cho các cô bác anh chị nè. Đó, thì có một cái nghiên cứu được thực hiện vào năm 2021 ở Thư viện Y học Hoa Kỳ. Người ta ghi nhận là khi mà uống cà phê thường xuyên với mỗi ngày một cốc nha, thì nó sẽ giúp làm giảm nguy cơ bệnh gan nhiễm mỡ do rượu, và đặc biệt là giảm nguy cơ tiến triển của tình trạng sơ hóa gan. Được chưa? Là rất là tốt hay là rất là tuyệt vời đó các cô bác anh chị. Cái mà mình sợ nhất là sơ tế bào gan, tại vì gan mà nó sơ là gần như cái tế bào đó nó sẽ không còn chức năng. Mà khi tế bào gan nó giảm chức năng thì cái chức năng đào thải, chức năng thanh lọc, chức năng chuyển hóa của gan nó sẽ bắt đầu bị rối loạn, và lúc đó mình sẽ rơi vào rất là nhiều vấn đề bệnh lý. Cà phê một cốc một ngày là cách mà chúng ta giúp bảo vệ gan hay là đẩy lùi cái tình trạng bệnh lý gan nhiễm mỡ, được chưa? Cái thứ hai, cái loại thực phẩm thứ hai mà chúng ta cần phải bổ sung mỗi ngày đó chính là những cái loại rau lá xanh. Thì đặc biệt những cái loại rau xanh sậm màu như là rau bina, rồi những cái cải trời hay là cải thia đó, nó là một trong những cái rau lá xanh mà có thể giúp chống lại cái tình trạng gan nhiễm mỡ. Một cái nghiên cứu cũng được hiện vào năm 2021, người ta ghi nhận là khi mà chúng ta ăn rau bina đó, nó sẽ làm giảm nguy cơ gan nhiễm mỡ, vì trong cái rau này, những loại rau lá xanh, nó có chứa polyphenol, và nó sẽ giúp cho cái việc giảm những cái tình trạng ứ mỡ hay là những cái chuyển gọi là những cái tế chất béo nó nằm dự trữ ở trong gan, được chưa? Tiếp theo nữa, một cái thành phần mà ở phụ nữ nó sẽ rất tốt, và đặc biệt vừa tốt cho phụ nữ mà vừa tốt cho cái cải thiện cái tình trạng gan nhiễm mỡ, đó chính là đậu nành hoặc là các loại đậu. Đậu nành hoặc là các loại đậu là một trong những cái mà loại thực phẩm nó sẽ giúp hạn chế nguy cơ bệnh gan nhiễm mỡ. Cái việc mà chúng ta sử dụng đậu đó, nó có một cái tác dụng đó là nó giúp cho chúng ta không có tăng cái lượng đường hấp thụ cùng một lúc quá cao. Thì điều đó nói lên cái gì? Điều đó nói lên nó sẽ giảm dự trữ hay là giảm cái việc những cái chất béo không tốt mà có nguy cơ hình thành gan nhiễm mỡ, ví dụ như là triglyceride, được chưa? Nên các cô bác anh chị nhá, cái việc mà chúng ta sử dụng những cái loại đậu như là đậu nành hoặc là các loại đậu khác, nó sẽ giúp làm giảm cái việc hấp thu chất béo không tốt vào cơ thể, trong đó là thứ nhất là cái triglyceride, được chưa? Và những cái nghiên cứu người ta nhận thấy là khi mà ăn đậu nành có thể bảo vệ gan và ngăn ngừa cái việc tích tụ những cái chất béo nội tạng, được chưa? Tuy nhiên thì các cô bác anh chị nào mà có bệnh lý tuyến giáp, đặc biệt là suy giáp, thì hãy chú ý chỗ này giùm con nha. Nếu mà suy giáp thì mình nên thận trọng với đậu nành hoặc là đậu phụ, được chưa? Những cái đặc điểm, một cái đặc điểm nữa của đậu nành á là nó cung cấp cái protein từ thực vật, mà protein từ đậu nành là một cái protein nó rất là tốt cho sức khỏe chúng ta. Protein thực vật bao giờ nó cũng tốt hơn cái việc mà chúng ta cung cấp những cái protein từ động vật về những cái nguy cơ, giảm những cái nguy cơ những cái bệnh lý mãn tính. Nên ở đây nếu các cô bác anh chị nào mà ăn chay á thì cũng đừng có sợ là mình bị thiếu protein, hay là đừng có sợ là mình ăn không đủ những cái chất đạm trong cơ thể. Đối với những người ăn chay đậu phụ hay đậu nành, cái hàm lượng protein trong nó cũng rất là cao nha. Rồi, cái loại thứ ba mà chúng ta có thể giúp đẩy lùi gan nhiễm mỡ, và nó đã được đưa vào những cái phác đồ để điều trị bệnh lý gan nhiễm mỡ luôn đó nha. Không, theo các cô bác anh chị, trong cái bệnh lý gan nhiễm mỡ hay là những cái rối loạn mỡ máu á, thì cái loại nào mà con hay nói hay là mình hay được dùng để trong điều trị những cái bệnh lý này? Cái này con đã nói nhiều lần lắm rồi các cô bác anh chị, nếu như mà mình hay để ý về cái bài rối loạn mỡ máu đó, là sẽ nhớ là con đã nói rồi, được chưa? Đây, cái loại mà con muốn nói đến đó chính là omega 3, hay là người ta gọi là chất béo tốt.
thì những cái loại thực phẩm nó có chứa những cái chất béo tốt như là omega 3, ví dụ như là cá biển tầng sâu, cá ngừ, cá chích, cá hồi hoặc là những cái loại hạt, nó sẽ giúp cung cấp những cái chất béo tốt, mà chất béo tốt nó sẽ có thể đẩy những cái chất béo xấu ra khỏi cơ thể, cải thiện cái tình trạng mỡ nội tạng và đặc biệt là mỡ trong gan. Đối với omega 3, người ta đã nghiên cứu, người ta chứng minh được là nếu chúng ta sử dụng omega 3 trên những cái bệnh nhân gan nhiễm mỡ nha, hoặc là những tình trạng có rối loạn mỡ máu và tăng cái triglyceride, chúng ta sử dụng với cái liều là 4 gram một ngày, tức là 4 viên nha các cô bác anh chị, 2 × 2 đó, thì nó sẽ giúp cải thiện cái tình trạng gan nhiễm mỡ và cải thiện cái tình trạng mỡ máu của mình. Nhưng cái đó là mình đang nói omega 3 từ cái loại cá béo hay là omega 3 từ cá đó. Còn một cái thứ hai nữa là omega 3 nhuyễn thể, thì cái loại này chúng ta chỉ cần sử dụng 1 viên × 2 mỗi ngày thôi là nó cải thiện rất là tốt cái tình trạng mỡ máu so với cái việc chúng ta uống 4 gram cái omega 3 từ cá. Bên cạnh đó là nó còn giúp cải thiện cái tình trạng gan nhiễm mỡ tốt hơn nữa. Và đặc biệt một cái điểm mà hầu như hổm gài nha, con thấy các cô bác anh chị nào mà sử dụng được cái omega 3 nhuyễn thể đều phản hồi rất là tốt, đó là dạ dày. Uống vô thấy là dạ dày rất là bình thường, không có khó chịu. Mặc dù là những cái cô chú đó bị viêm dạ dày, bị trào ngược dạ dày và uống omega 3 từ dầu cá rất là khó chịu nha, đầy hơi, đau bụng mà có những trường hợp ói luôn. Nhưng mà khi uống omega 3 nhuyễn thể thì lại không bị vấn đề đó. Đây là một điểm rất là đáng mừng. Một cái hướng để chúng ta có thể bổ sung cái omega 3 hay là chất béo tốt vào cơ thể mà lại không sợ ảnh hưởng nhiều tới dạ dày của chúng ta, đặc biệt là những người có vấn đề về bệnh lý dạ dày, được chưa? Đó, các cô bác anh chị nhớ nha, cái loại thứ ba đó chính là omega 3 hay là những chất béo tốt, nó có từ những cái loại cá biển tầng sâu, cá chích, cá ngừ, cá hồi. Và một tuần các cô bác anh chị phải cố gắng ăn ít nhất là 2 ngày giùm con nha, cái đó là bổ sung đủ á. Còn đối với mà cái tình trạng người có gan nhiễm mỡ thì ăn càng nhiều càng tốt, được chưa? Ăn càng nhiều nó sẽ giúp bổ sung cái lượng omega 3 càng nhiều trong cơ thể, rồi nó sẽ giúp cho đẩy lùi hay là giúp làm giảm được những cái chất béo xấu vô cơ thể, chất béo xấu trong cơ thể chúng ta nha. Tuy nhiên thì có một cái điểm khi mà chúng ta ăn những cái loại cá biển này, đó là cái việc cái acid uric mình cũng cần chú ý nha. Tại những cái loại cá biển thì chắc chắn là cái acid uric nó sẽ có, nên những người nào mà có gút thì tốt nhất mình nên sử dụng những cái loại thực phẩm chức năng nó có chứa omega 3 thì nó sẽ tốt hơn cho những cái cô chú mà bị gút kèm theo có gan nhiễm mỡ nha. Mà đa số con thấy là những cái người mà bị gan nhiễm mỡ gút là hầu như siêu âm đều có gan nhiễm mỡ. Cái này là nó liên quan tới những cái rối loạn về chuyển hóa rồi, nên mình cần phải chú ý chỗ này giùm con nha. Rồi tiếp theo, một cái loại ngũ cốc mà nó sẽ giúp chúng ta giảm những cái bệnh lý về gan nhiễm mỡ không như rượu, đó chính là bột yến mạch nha. Đối với bột yến mạch thì có một cái nghiên cứu năm 2020 cũng ở Thư viện Quốc gia Hoa Kỳ á, người ta cho thấy là những cái thực phẩm mà giàu chất xơ từ thực vật, ví dụ như là bột yến mạch á, nó có hiệu quả đối với những cái người mà mắc căn bệnh về gan nhiễm mỡ, hoặc là những cái những người mà bị rối loạn về mỡ nội tạng hay là tăng cái mỡ nội tạng đó, được chưa? Bột yến mạch nha các cô bác anh chị, chúng ta có thể ăn mỗi sáng một chén bột yến mạch cũng được. Thì con thấy có nhiều cô hay thích ăn buổi sáng quậy một chén bột ăn thay cho cái cử ăn sáng, được chưa? Rồi tiếp theo nữa là một cái loại thực phẩm mà nó có rất là nhiều tác dụng và có rất là nhiều những cái công dụng đối với những cái bệnh lý khác và ngay cả trong bệnh lý gan nhiễm mỡ, đó là các loại hạt, ví dụ như là matcha, maca, ốc chó, hạnh nhân. Đây là những cái loại hạt mà nó sẽ giúp cung cấp những cái chất mà giảm viêm, cũng giống như là những chất mà nó giảm những cái oxy hóa, những chất chống gốc oxy hóa, chống gốc tự do. Mà đối với tình trạng gan nhiễm mỡ thì cái quá trình oxy hóa và quá trình gốc tự do là một trong những cái quá trình nó làm tế bào gan tổn thương nhanh hơn, làm cho quá trình thối hóa mỡ nó diễn ra được nhanh hơn, từ đó dẫn tới là việc những cái bệnh lý gan nhiễm mỡ nó sẽ dễ tiến triển nếu như chúng ta không kiểm soát được những cái gốc tự do hay gốc oxy hóa. Thì cái việc mà chúng ta ăn nhiều những cái loại hạt nó sẽ giúp mình giảm viêm nè, giúp mình chống là những cái gốc tự do, gốc oxy hóa, và đặc biệt là chắc chắn là nó sẽ cung cấp những cái chất béo tốt vào trong cơ thể chúng ta, ví dụ như omega 3, omega 6, nó sẽ giúp là đẩy lùi cơ thể, đẩy lùi những cái chất béo xấu, hoặc là giúp cải thiện tình trạng gan nhiễm mỡ hoặc là mỡ nội tạng,
được chưa? À, đối với các loại hạt, một cái nghiên cứu được thực hiện năm 2019 với hơn khoảng 24.000 người ở tại Trung Quốc là khi mà tiêu thụ hạt á, người ta thấy là những cái người mà bị gan nhiễm mỡ nha, ăn cái quả ốc chó nó sẽ giúp cải thiện được cái xét nghiệm chức năng gan và cải thiện được cái bệnh lý gan nhiễm mỡ trên siêu âm, được chưa? Rồi tiếp theo đó là một cái loại gọi là gia vị. Tiếp theo là một cái loại gia vị mà nó sẽ giúp chúng ta cải thiện được gan nhiễm mỡ, mà cái loại này nó cải thiện rất là nhiều bệnh, rất là nhiều bệnh lý nó cải thiện và nó rất tốt cho sức khỏe chúng ta, ngay cả những cái bệnh lý mãn tính luôn nha. Đó chính là, chính là cái gì các cô bác anh chị? Omega 3 à, đó chính là curcumin. À, nhớ nghe các quán chị, nghệ á, nếu mà mình gọi những cái gọi gia vị đó chính là nghệ, nhưng mà nghệ cái thành phần mà chúng ta lấy để chúng ta làm cải thiện gan nhiễm mỡ đó là cái curcumin có trong nghệ. Thì cái curcumin này đối với những cái loại nghệ tươi hay là bột nghệ nó sẽ chiếm rất rất là ít nha các cô bác anh chị. Vì vậy để gọi mà chúng ta bổ sung đủ cái hàm lượng curcumin mà hàng ngày để tốt cho bệnh lý về khớp, bệnh lý về dạ dày, ngăn ngừa những cái bệnh lý ung thư và cải thiện tình trạng gan nhiễm mỡ, thì chúng ta phải sử dụng một ngày tới mấy ký nghệ á. Mấy ký nghệ á là làm đầy đủ. Bữa con gọi là có những cái so sánh là khi mà sử dụng cái một viên curcumin nhắm trúng đích á, cái dạng viên curcumin mà nhắm trúng đích mà dạng viên sủi mà con hay nói cho các cô bác anh chị đó, thì nó sẽ tương đương với chúng ta sử dụng tới 3-4 ký nghệ đó. Nói chung là rất là nhiều. Vì vậy á, khi mà chúng ta gọi là muốn bảo vệ gan, muốn ngăn ngừa những cái bệnh lý mãn tính, chúng ta sẽ phải lấy cái hoạt chất curcumin có trong nghệ nha, chứ không phải chúng ta gọi là lấy cái nghệ tươi nha, được chưa? Thì nghệ nó có, sẽ có chức năng, đặc biệt là cái curcumin nó có chức năng là làm cải thiện hoặc là giảm những cái triệu chứng hoặc là giảm những cái tổn thương ở những người gan nhiễm mỡ. Và cái đặc biệt ở đây là nghệ có khả năng làm lành, tức là nó sẽ làm lành được những cái tổn thương ở trong gan. Thế curcumin á, cái tác dụng chính của nó nha là nó sẽ làm lành được những cái tổn thương giống như là ở trên niêm mạc dạ dày và giống tương như ở tại khớp. Tức là nếu mà chúng ta sử dụng được những cái curcumin nhắm trúng đích đó nha, là nó sẽ tác động đúng vào những cái tế bào mà nó bị viêm, bị tổn thương, để nó giải quyết cái vấn đề cho chúng ta, làm lành những cái tổn thương, ngăn ngừa những cái gốc tự do, gốc oxy hóa và giảm những cái phản ứng viêm. Đó là những cái tác dụng chính mà giúp bảo vệ cơ thể chúng ta nói chung và cải thiện cái tình trạng gan nhiễm mỡ nói riêng. Rồi tiếp theo nữa đó là những cái một cái loại hạt cũng rất là những cái buổi Tết này kia chúng ta hay sử dụng á, trong mùa Tết đó, chúng ta hay sử dụng á. Trong đây cái loại hạt này nó có một cái thành phần mà nó rất tốt cho gan, đó chính là cái loại hạt hướng dương. Chắc hạt hướng dương rất là nhiều cô bác anh chị biết đúng không? Trong hạt hướng dương nó có thành phần đó là vitamin E, và vitamin E là một trong những cái chất mà nó giúp làm bảo vệ cái cải thiện cái tình trạng gan nhiễm mỡ và bảo vệ cái tế bào gan của chúng ta, tránh những cái tổn thương từ cái bệnh lý oxy hóa gốc tự do đó. Vitamin E nha các cô bác chị, E chứ không phải là A nha. Vitamin E nó có nhiều, hạt hướng dương nó có nhiều vitamin E, và nếu như mà chúng ta có thể có sở thích ăn những cái loại hạt mà cắn cắn á, các cô bác anh chị nên chọn hạt hướng dương để giúp cho bổ sung cái hàm lượng vitamin E, vừa tốt cho da mà vừa tốt cho cái tình trạng hay là gan nhiễm mỡ, hay giúp cải thiện cái tình trạng gan nhiễm mỡ chúng ta. Và nếu như ở đây các cô bác anh chị nào mà có từng đi khám về gan nhiễm mỡ á, mình sẽ thấy cái vấn đề là khi mà mình đi vào bác sĩ trong bệnh viện cho mình những cái toa thuốc uống á, đối với gan nhiễm mỡ là sẽ có vitamin E đúng không? Thì thay vì chúng ta uống viên vitamin E, chúng ta có thể ăn những cái loại hạt hướng dương này. Người ta thấy là trong 100g hạt hướng dương nó có tới khoảng 20mg vitamin E. Nên các bác anh chị có thể thay vì uống thực phẩm chức năng thì mình có thể ăn hạt hướng dương, nó cũng cung cấp đủ nha. Rồi tiếp theo nữa là một cái gia vị nữa, mà cái này nó cũng là một cái hầu như trong nhà bếp chúng ta là ở đâu chúng ta cũng nhà nào cũng có cái này hết, đó chính là tỏi. Tỏi nó là một trong những cái mà gọi là cái kháng sinh tự nhiên và một chất chống viêm rất là mạnh. Nên giống như chúng ta hiểu nha, khi chúng ta bổ sung một cái chất chống viêm vào cơ thể thì những cái phản ứng viêm mãn tính trong cơ thể ở tại khớp nè,
ở tại gan, những cái gọi là tổn thương tế bào gan do mỡ đó, những cái phản ứng viêm mãn tính nó sẽ được cải thiện, từ đó giúp bảo vệ tế bào gan, giúp cải thiện tình trạng gan nhiễm mỡ. Một cái nghiên cứu năm 2020 được thực hiện trên những cái bệnh nhân gan nhiễm mỡ mà không do rượu, dùng khoảng 800 mg bột tỏi mỗi ngày và trong 15 tuần, tức là trong khoảng 7 tháng ở trong khoảng 6 tháng, trong khoảng 6 tháng là 18 tuần, đúng rồi, 6 tháng trong khoảng đó, 6 tháng hoặc 5 tháng, thì các bác như thế là khi mà chúng ta sử dụng cái 800 mg tỏi mỗi ngày trong khoảng 15 tuần, nó sẽ giúp giảm cái tình trạng mỡ trong gan và đặc biệt nó làm giảm cái men gan của chúng ta luôn nha. Ngoài cái cải thiện tình trạng gan nhiễm mỡ thì nó giúp làm giảm hay là hạ cái men gan của chúng ta. Ở chỗ này con muốn nói thêm một chút xíu, ở đây có nhiều cô, đặc biệt là nữ, là hay bị xét nghiệm men gan tăng, đặc biệt là cái chỉ số GGT, nó có ba chỉ số AST, ALT và GGT. Thì những cái cô mà nữ ốm nha, mà xét nghiệm men gan tăng rất là gầu, không biết lý do tại sao men gan tăng đó, lo sợ không biết là mình có bệnh lý gan gì mà nó tiềm ẩn hay không, rồi lại mất ngủ, rồi lại ảnh hưởng tới tâm trạng nữa. Thì ở đây gan nhiễm mỡ là một trong những nguyên nhân gây tăng men gan nha các cô bác anh chị. Nên nếu như mà mình có gan nhiễm mỡ, cái việc mà men gan của mình nó có tăng mà không có những cái nguyên nhân cấp tính khác thì mình hoàn toàn có thể giải thích được. Vì vậy các cô bác anh chị cũng đừng lo lắng đối với trường hợp mà đột ngột cái men gan mình nó tăng mà không có lý do nào khác, ví dụ không có viêm gan B, không có viêm gan C, không có sử dụng rượu bia, tôi không bị mấy đó mà tại sao men gan tôi lại tăng, thì gan nhiễm mỡ cũng là một trong những cái nguyên nhân gây tăng men gan, được chưa? Thì khi mà chúng ta dùng tỏi không những làm cải thiện cái tình trạng mỡ gan mà nó còn giúp làm hạ được cái men gan của chúng ta nữa nha. Rồi tiếp theo, một cái loại gọi là cái nước uống đi, một cái loại nước mà nó sẽ giúp cải thiện cái tình trạng gan nhiễm mỡ mà có rất là nhiều nghiên cứu người ta nói, đó chính là trà xanh. Trong trà xanh nó có một cái hoạt chất đó là ECCG mà hay những cái loại trà xanh trên thị trường hay quảng cáo các cô bác anh chị, ECCG, ví dụ như trà Dr. Thanh nó cũng hay quảng cáo nè đó. Thì đối với ECCG nó là cái hoạt chất chống oxy hóa rất là mạnh, nó sẽ giúp ngăn ngừa cái bệnh lý chuyện gọi là tổn thương tế bào gan hay là thối hóa tế bào gan do mỡ. Bên cạnh đó thì trà xanh nó lại làm có một cái tác dụng nữa, đó là nó giúp làm giảm cái việc hấp thu mỡ khi mà chúng ta ăn dầu mỡ, khi mà chúng ta ăn vào. Nên nếu như mà các cô bác anh chị có vấn đề gan nhiễm mỡ thì hãy cố gắng mỗi ngày chúng ta có thể uống một cốc trà xanh, nó sẽ rất rất là tốt cho cái tình trạng gan nhiễm mỡ nó riêng và đặc biệt sức khỏe của chúng ta nói chung nữa. Nếu cô bác anh chị nào uống được trà nha, còn con cũng không uống trà được luôn. Thật sự là trà với cà phê con uống vô là con không ngủ được. Nên con giống như là cái cơ thể con nó có những cái điểm hơi không được đối xử tốt như nhiều cô bác anh chị ở đây. Cà phê uống cũng được mà trà uống cũng được, còn con là trà uống không được luôn, cà phê uống cũng không được luôn, uống vô là sẽ không ngủ được đó. Nên ở đây nếu như các cô bác anh chị nào mà có thói quen thích uống trà, đó là một thói quen tốt. Tuy nhiên mình nên chọn trà xanh thay cho những cái loại trà sao nha. Có nhiều cái trà mà đen đen á, là mình nên chọn cái trà lá xanh á, thì nó sẽ tốt hơn nha các cô bác anh chị. Rồi bây giờ tiếp theo, khi mà chúng ta biết được những cái thực phẩm, những cái loại mà giúp cải thiện tình trạng gan nhiễm mỡ rồi, là chúng ta đang giúp đẩy lùi tình trạng gan nhiễm mỡ, bảo vệ tế bào gan. Thì khi mà chúng ta đẩy lùi được nó, chúng ta phải biết chúng ta cần tránh những cái loại thực phẩm nào nó sẽ làm cho nặng lên cái tình trạng gan nhiễm mỡ chúng ta, đúng không? Chúng ta đẩy lùi được thì chúng ta phải làm sao cho nó đừng có tái lại, đừng có giống như là đừng có công giải tràng. Chúng ta đã cải thiện được rồi thì chúng ta phải giữ được, hoặc là chúng ta phải làm cho nó không xuất hiện luôn, được chưa? Thì đó là những cái tới là những cái thực phẩm mà chúng ta nên tránh nha. Đầu tiên phải nói đến là rượu bia. Ở đây các cô bác anh chị nào mà đặc biệt các anh chị, các anh các chú nào mà có thói quen sử dụng rượu bia thường xuyên thì cố gắng hãy bỏ rượu bia mới cải thiện được tình trạng gan nhiễm mỡ. Nếu không thì cái tế bào gan nó cứ ngày một nó chết dần dần và nó sẽ dẫn tới sơ gan, suy gan và sơ gan nha. Hồi sáng con gặp một chú 85 tuổi đi đứng là rất là khó khăn rồi, nhưng mà vô hỏi con câu giờ là chú gì chú còn uống bia được không. Mặc dù là 85 tuổi nha các cô bác anh chị, là đi cực kỳ khó đó, nhưng mà vô hỏi con là có còn uống bia được không. Để vì có những người, người ta có cái những cái sở thích
Và thật sự rượu bia là một cái sở thích không tốt nha. Nếu mà chú nào hoặc là anh nào mà có thói quen thích uống rượu bia thì cố gắng phải làm sao thay đổi cái này để tốt cho sức khỏe của mình. Mình uống rượu bia là mình đang tự hại chính bản thân của mình, tự làm tổn thương chính cơ thể của mình, chứ không có cái gì làm tổn thương hoặc là không có cái người nào làm tổn thương hết, mà chính bản thân của mình đó các cô bác anh chị. Nếu như mình thương cơ thể của mình thì cơ thể mình nó mới thương lại mình, nó mới bảo vệ, nó mới làm lành được. Chứ còn mà mình cứ đưa rượu bia vào là cái tình trạng gan của chúng ta không thể nào mà nó phục hồi được tổn thương đâu. Rồi cái thứ hai, những cái thực phẩm chứa đường nhiều. Những cái loại thực phẩm chứa đường ở đây nha, là thứ nhất là ví dụ đường ở trong bánh kẹo, bánh quy, nước ngọt thì con không nói nha. Những cái loại trái cây ngọt luôn nha các cô bác anh chị. Trái cây ngọt là những cái loại mà nó chứa hàm lượng đường rất là cao. Ví dụ như là mít nè, sầu riêng nè, xoài ngọt nè, đó, nho nè, là những cái loại chứa hàm lượng đường rất cao. Và khi các cô bác anh chị ăn nhiều những cái loại này, có một cái chỉ số mỡ máu nó sẽ tăng, đó là triglyceride. Mà cái thằng này nó lại liên quan rất là mật thiết với cái tình trạng gan nhiễm mỡ nha. Nên ở đây con hay nói là nhiều cô chú không có ăn đường, nói chung là không có thường, không có sử dụng đường trong cái chế độ nêm nếm nhiều, đó, cũng không có sử dụng rượu bia, rồi cũng không có gì, không có thừa cân, nhưng mà lúc nào siêu âm cũng có gan nhiễm mỡ, hỏi ra mới biết thích ăn trái cây ngọt. Xét nghiệm máu thì thấy cái triglyceride tăng. Vậy các cô bác anh chị hãy chú ý nha, những cái loại thực phẩm có đường, trong đó có cả những cái loại trái cây ngọt luôn nha các cô bác anh chị. Rồi cái thứ ba đó là muối. Mình nhớ là gan thận của mình là hai cái cơ quan lọc của cơ thể, chính của cơ thể chúng ta, và muối là cái ở mà gần như một cái loại nguyên nhân mà nếu chúng ta nó sử dụng quá nhiều nó sẽ làm tổn thương không chỉ gan mà thận, vì nó có khả năng nó giữ nước, rồi nó làm cho cái việc mà huyết áp bị lên ảnh hưởng, rồi làm cho thận có vấn đề và gan có vấn đề nữa. Nên các cô bác anh chị hãy cố gắng làm sao hạn chế ăn mặn nha. Đó, nhớ hạn chế ăn mặn, mình chỉ nên sử dụng muối khoảng một ngày có khoảng 5 gram thôi, tức là khoảng một muỗng cà phê thôi, nó sẽ là gọi là cái tốt nhất cho cơ thể chúng ta, đừng nên sử dụng muối quá nhiều. Rồi tiếp theo là loại thịt đỏ, hay người ta gọi là thịt động vật, đặc biệt là những cái loại như thịt trâu, thịt heo, thịt bò, thịt trâu, thịt bò, rồi thịt dê, vân vân. Đó, những cái loại thịt đỏ. Thì ở đây con muốn nói là một chút xíu về một cái nghiên cứu rất là lớn ở châu Phi và Trung Quốc được thực hiện ở những cái người, những cái được thực hiện trên những cái người mà có bệnh lý về gan. Trong đó có ung thư gan, có gan nhiễm mỡ luôn. Thì người ta nhận thấy là cái việc những cái người á mà gọi là tiếp xúc với những cái độc chất nhiều nha, so với những cái người tiếp xúc với độc chất ít, mà cái chế độ ăn uống của những cái người tiếp xúc với độc chất ít là chủ yếu ăn thịt đỏ, còn những người tiếp xúc với độc chất nhiều chủ yếu ăn đạm từ thực vật, ví dụ như những cái đậu nành á, thì khi mà người ta gọi là khám lâm sàng theo dõi thì người ta nhận thấy là những cái người mà ăn thịt đỏ nó lại xấu hơn, mặc dù là tiếp xúc ít với hóa chất hơn, tiếp xúc ít với độc chất hơn, nhưng mà là cái gan nó lại xấu hơn rất là nhiều so với những cái người mà ăn những cái protein từ động vật, protein từ thực vật, ví dụ những cái loại đậu. Đây là một trong những cái nghiên cứu rất là lớn trong cuốn Bí mật sức khỏe toàn diện, người ta nói rất là nhiều về cái thịt động vật. Nên ở đây con cũng rất là mong các cô bác anh chị cố gắng hạn chế mình, nếu mà mình có thể sử dụng những cái loại hạt, mình có thể sử dụng những cái loại đậu, hoặc là tìm những cái loại đạm từ thực vật thì nó sẽ tốt hơn là những cái loại đạm từ động vật. Mà trong những cái loại đạm từ động vật đó nha, thì cá với gà thì nó sẽ tốt nhất, còn những cái loại thịt đỏ thì chúng ta nên hạn chế nha các cô bác anh chị. Rồi tiếp theo nữa là ngoài cái việc những cái chế độ ăn uống và những cái loại mà chúng ta kiêng ra, thì chúng ta phải nhớ dùm con là phải tích cực vận động. Tại vì chỉ có vận động nó mới giúp chuyển hóa được nhanh. Giống như chúng ta ăn, dinh dưỡng nó sẽ chiếm 70% những cái bệnh lý về chuyển hóa. Nếu như chúng ta có thể điều chỉnh chế độ dinh dưỡng như nãy giờ con chia sẻ là mình đã cải thiện được 70% những cái vấn đề về bệnh chuyển hóa đó. Tuy nhiên gan nhiễm mỡ đó, tuy nhiên còn 30% còn lại nó sẽ liên quan tới tập thể dục. Và việc chúng ta tập thể dục, chúng ta sẽ phải cố gắng duy trì đều đặn giùm con nha. Cái việc duy trì đều đặn mới là cái chính mà giúp cho cái tình trạng cái cơ thể chúng ta có thể mà cải thiện được cái tình trạng gan nhiễm mỡ một cách tốt nhất. Cố gắng duy trì một tuần ít nhất là 5 ngày hoặc tốt nhất là đều 7 ngày luôn, và mỗi ngày ít nhất là 30 phút giùm con nha. Mỗi ngày ít nhất 30 phút và ít nhất
là 5 ngày một tuần, tức là khoảng 150 phút một tuần. Đó. Rồi đó là những cái chủ đề, những cái vấn đề mà hôm nay con muốn chia sẻ đến các cô bác anh chị. Thì hôm nay cũng giống như hôm trước con có giới thiệu á, thì do có rất là nhiều cô chú hiện giờ là đến phòng khám của bác sĩ Minh, tới phòng khám của con á, thì sẽ có những cái bác sĩ làm chung với con. Thì con cũng muốn giới thiệu để cho các cô bác anh chị có thể biết được là hiện giờ là có những cái bác sĩ đang làm tại phòng khám của con là những bác sĩ nào, để khi mà mình tới mình không có bị bỡ ngỡ là cái thứ nhất. Cái hai nữa là mình cũng cảm thấy an tâm là mình đến đúng chỗ rồi. Tại nhiều lúc đôi lúc mà các cô bác anh chị tới mà không có con ở tại phòng khám á, thì sẽ có những cái bác khác khám, thì mình cũng an tâm vì những bác này á, là cái kiến thức cũng giống như là cái khả năng giúp các cô bác anh chị, khả năng điều trị nó cũng sẽ là giống nhau và có những người tốt hơn con nữa. Nên các cô bác anh chị cứ yên tâm nha. Thì hôm nay thì con sẽ mời bác sĩ Kết lên để chia sẻ một vài ý với các cô bác anh chị, cũng giống như là gặp mặt các cô bác anh chị nha. Dạ, xin cảm ơn bác sĩ Minh đã có những cái chia sẻ rất là hay và bổ ích về cái vấn đề gan nhiễm mỡ trong buổi tối ngày hôm nay. Thì lời nói đầu tiên thì cho phép con bác sĩ Kết xin kính chào các quý cô chú anh chị đang xem livestream ở trên nền tảng Facebook và YouTube. Thì con xin tự giới thiệu, con là bác sĩ Kết, hiện đang công tác tại trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe chủ động, khám chẩn đoán các bệnh lý thông thường. Thì hiện tại thì con đang đồng hành cùng với bác sĩ Minh và bác sĩ Tịnh. Đây là hai bác sĩ rất là giỏi và là hai cái người đàn anh trong nghề rất là vững vàng về mặt chuyên môn trong cái lĩnh vực khám điều trị bệnh lý nội khoa, đặc biệt là bệnh lý cơ xương khớp và vật lý trị liệu. Thì quý cô chú anh chị có thể nếu có các vấn đề về sức khỏe thì chúng ta có thể đến phòng khám Big Nano Cell tại địa chỉ số 163D Nguyễn Văn Cừ Nói Dài, phường An Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. Thì tại đây thì các bác sĩ và các nhân viên trong phòng khám sẽ nhiệt tình tư vấn, khám và chẩn đoán và điều trị cũng như là giải đáp các vấn đề sức, các thắc mắc về vấn đề sức khỏe cho các cô, quý cô chú anh chị. Thì về tiếp theo thì con xin nhận lời lại cho bác sĩ Minh sẽ tiếp tục cái buổi livestream ngày hôm nay. Thì cảm ơn các cô chú anh chị đã đến dành thời gian để xem cái buổi livestream ngày hôm nay đến giờ phút này. Thì xin các chúc các quý cô chú anh chị nhiều sức khỏe. Xin mời bác sĩ Minh. Dạ bác sĩ Minh, mình mở tiếng lên đi bác sĩ Minh. Xin cảm ơn bác sĩ Kết và cảm ơn những cái lời chúc của bác sĩ Kết dành cho các cô bác anh chị nha. Rồi các bác anh chị nào mà có muốn gặp bác sĩ Minh và bác sĩ Kết thì có thể là đến phòng khám Big Nano Cell ở địa chỉ là 163D Nguyễn Văn Cừ Nói Dài, An Khánh, Ninh Kiều, Cần Thơ để có thể được khám, chẩn đoán và điều trị nha các cô bác anh chị. Rồi bây giờ mình sẽ chào tạm biệt bác sĩ Kết và mình sẽ tiếp phần tiếp theo nha. Đó là phần trả lời những cái câu hỏi. Các cô bác anh chị đợi chút xíu nha, con coi những cái câu hỏi. Đây, cô Lê Hoa, các cô bác anh chị đợi con chút xíu. Một cái câu hỏi rất là hay, cô Lê Hoa mới hay, con gái mới 20 tuổi. Rồi, cô Lê Hoa, chào bác sĩ Minh, con gái tôi 20 tuổi, khám gan nhiễm mỡ độ 3, nhờ bác sĩ hướng dẫn cách điều trị giúp ạ. Xin cảm ơn. Ở đây các bác anh chị thấy không? Ở đây cô Hoa mới có con mới có 20 tuổi thôi mà siêu âm gan nhiễm mỡ độ 3, tức là gan nhiễm mỡ mức độ nặng. Thì các bác anh chị thử hình dung ở cái tuổi đời 20 mà cái gan nhiễm mỡ độ mức độ nặng này chúng ta không giải quyết, chúng ta không điều trị, hoặc là chúng ta ỷ y, chúng ta không kiểm, gọi là chúng ta không có khám định kỳ hay chúng ta không theo dõi, thì chắc chắn 1-2 năm nữa là gan của bé chứ không thể nào gọi là còn được như bình thường nữa. Chắc chắn nó sẽ chuyển qua những cái giai đoạn sơ gan và suy gan. Lúc đó cái việc mà chúng ta điều trị
cực kỳ khó, và lúc đó chúng ta có ăn hận hay chúng ta có muốn kéo quay ngược lại thời gian nó sẽ không còn được nữa. Nên ở thời điểm này cô, cái việc điều trị nó rất là quan trọng nha. Con nghĩ đối với tình trạng 20 tuổi mà gan nhiễm mỡ thì cái khả năng rất là lớn ở nữ là bé nó bị thừa cân béo phì. Nên bây giờ cô ơi, cái việc đầu tiên cô qua phải làm là cố gắng làm sao thuyết phục bé giảm cân. Con nghĩ là ở tuổi 20 mà phụ nữ nữa, mà nếu mà gan nhiễm mỡ độ 3 thì rất là nhiều khả năng là bé nó đang thừa cân béo phì, thì cô phải cố gắng thuyết phục bé giảm cân. Mà ở tuổi này nói chung là phải cố gắng dữ lắm, phải nói nhiều lắm thì bé mới có thể mà thấy được cái động lực để giảm cân đó cô. Tại vì con biết cái độ tuổi 20 rất là khó để mà phụ huynh hoặc là ba mẹ mình khuyên. Tại vì lúc thời điểm này cái gọi là cái tôi hoặc là cái tính tự lập của cái tuổi trẻ nó rất là cao. Bên cạnh đó, cô ơi bây giờ nha, cô giúp con là ngoài cái việc là giảm cân, cải thiện cân nặng, thì những cái loại thực phẩm mà nãy giờ con chia sẻ, cô cố gắng làm sao trong một cái bữa ăn cô luân chuyển những cái loại thực phẩm đó để cho bé có thể ăn, và tránh, khuyên bé tránh những cái loại thực phẩm mà nãy giờ con mới chia sẻ, ví dụ như là đường, những cái loại chất béo hoặc là những cái rượu bia, là cô nên hạn chế, cho bé hạn chế những cái loại đó. Thì con nghĩ ở cái tuổi 20 phát hiện sớm chắc chắn bé có thể phục hồi trở về cái gan bình thường được. Nhưng quan trọng nhất là cô có kiên trì được không, quan trọng nhất là cô có thể đủ sức để thuyết phục bé được không. Chứ đối với tình trạng của bé mà nếu như cái việc sử dụng thuốc không, nó sẽ không phải là cái giải quyết được cái vấn đề chính đâu cô. Những cái nãy giờ con chia sẻ thì mới là những cái giúp cô, giúp cho bé giải quyết được vấn đề nha. Chú Hữu Nguyên có hỏi gan nhiễm mỡ có phương pháp nào hiệu quả không bác sĩ ơi, có phương pháp hiệu quả gì bác sĩ ơi? Đối với gan nhiễm mỡ thì cái phương pháp điều trị hiệu quả nhất chính là thay đổi lối sống và chế độ ăn. Chỗ cô qua, cô có thể cho bé uống omega 3 giùm con nha cô, mỗi ngày là 2 viên nhân 2, và nếu được thì cô có thể sử dụng cái omega 3 nhuyễn thể cho bé uống 2 hoặc là 3 viên luôn, 1 viên nhân 2 hoặc 1 viên nhân 3 đều được nha cô. Đó, thì đối với anh Hữu Nguyên, đối với gan nhiễm mỡ thì cái việc chúng ta điều trị đầu tiên là chế độ sinh hoạt ăn uống là cái quan trọng nhất, và cái nó sẽ giúp mình cải thiện được cái vấn đề gan nhiễm mỡ, hồi phục được cái tình trạng gan nhiễm mỡ luôn nha anh. Đó, còn về cái tình trạng mà cái đối với nam á, cái hiệu quả nhất, không biết là anh có sử dụng rượu bia không, nhưng cái hiệu quả nhất đối với những người sử dụng rượu bia là ngưng rượu bia. Chúng ta phải ngưng tác nhân thì cái cơ thể chúng ta nó mới không còn tổn thương, cái gan nó mới hồi phục được. Chứ bây giờ chúng ta cứ sử dụng rượu bia mà chúng ta dùng thuốc gì đi chăng nữa, nó cũng sẽ không thể nào hồi phục được nha. Cô Trần Hoa có hỏi, cô hay bị bầm tím ở đùi là bị làm sao, xin bác sĩ tư vấn giùm cô. À, bầm tím ở đùi hả cô? Nếu mà bầm tím ở đùi á, thì nó sẽ có nhiều nguyên nhân nha. Một là do khả năng là cái mạch máu của cô qua dễ bị vỡ, người ta gọi là thành mạch yếu. Có thể là nếu mà trên những cái người suy giãn tĩnh mạch đó cô, là rất là dễ có những cái dấu hiệu bầm tím. Thứ hai nữa là những cái biểu hiện của thiếu những cái vitamin khoáng chất, ví dụ như là vitamin C. Thứ ba nữa là có khả năng có những cái bệnh lý về rối loạn đông máu mà giai đoạn nhẹ, cô nên đi khám sớm để tìm cái nguyên nhân nha cô. Rồi, cô Trinh Lê có hỏi, đối với độ 1, tức là gan nhiễm mỡ độ 1 là gan nhiễm mỡ nhẹ cô. Đối với độ 1, cô không cần uống thuốc gì hết. Cô chỉ cần thay đổi cái lối sống, chế độ ăn uống, sinh hoạt, giống như nãy giờ con chia sẻ. Và nếu được, cô từ 40 tuổi trở lên nha, thì cô có thể bổ sung giùm con những cái loại thực phẩm chức năng, ví dụ như là những cái omega 3, thì nó sẽ rất là tốt cho cái tình trạng gan nhiễm mỡ của mình. Cô Loan Phan, cô siêu âm gan echo dày giảm âm phần sâu ở đây, giống như là cái siêu âm của cái tình trạng gan nhiễm mỡ cô, mà cô thường bác sĩ sẽ kết luận cho cô, bác sĩ siêu âm sẽ là cái bác sĩ mà kết luận chính xác nhất cho cô là cái siêu âm này cái vấn đề nó làm là cái gì á cô. Thì con không phải là chuyên khoa siêu âm, con là chuyên khoa về nội, chuyên khoa về cơ xương khớp, nội khoa. Nên cái này thì con có học siêu âm đó, thì cái này nó giống như mô tả của cái gan nhiễm mỡ đó.
nhưng mà cô nên coi cái chẩn đoán của bác sĩ và cái kết luận của bác sĩ thì nó sẽ chính xác hơn nha cô. À, cô Mỹ Hạnh có hỏi: à, bác sĩ ơi, bị sỏi thận có dùng đậu nành được không? À, bị sỏi thận thì mình vẫn sử dụng đậu nành được bình thường nha cô. À, bị sỏi thận thì cái việc mà cô cần quan tâm nhất là cô hãy uống nhiều nước lên giùm con. Uống nhiều nước lên ít nhất là phải bằng 0,04 nhân trọng lượng cơ thể mỗi ngày, và cố gắng là làm sao hạn chế sử dụng những cái loại ví dụ có nhiều nhân purin như là cái axit uric, chứa nhiều axit uric đó, tức là những cái loại thịt đỏ, hải sản, nội tạng. Và nên nếu mà có bổ sung canxi á, mình nên chọn lựa những cái loại canxi hữu cơ có kèm vitamin D3, K2 để làm đừng làm nặng lên tình trạng sỏi thận nha. À, cô Dung Nguyên ơi, nếu mà cô muốn mua cái omega 3 nhuyễn thể á, cô có thể inbox, cô có thể đợi chút xíu nha, sẽ có bạn liên hệ với cô để tư vấn giúp mua giùm cô nha. À, omega 3 loại gì tốt? Là omega 3 nhuyễn thể nha cô. Omega 3 nhuyễn thể hay omega 3 nó có màu đỏ đỏ đó. Đây là cái loại mà bữa trước con có đưa ra rất là nhiều nghiên cứu để chứng minh cái hiệu quả trên những cái bệnh lý về khớp, và đặc biệt là trên những cái bệnh lý về mỡ máu, gan nhiễm mỡ nha. Rồi chú Năm Gà có hỏi câu này hơi khó nha: đi siêu âm nói bị gan nhiễm mỡ mà không nói cấp độ mấy, làm sao để mình biết bị nhiễm mỡ cấp độ mấy vị bác sĩ Minh? À, nếu như siêu âm mà gan nhiễm mỡ thì thường các bác sẽ kết luận độ 1, độ 2, độ 3, mà nếu không thì các bác sẽ kết luận là nhẹ, trung bình, nặng á chú. Còn nếu mà không kết luận thì con cũng thua, thật sự là con không có cách nào mà để con biết được là gan nhiễm mỡ độ mấy hết trơn, chỉ trừ khi nào mà trên siêu âm mấy cái hình ảnh siêu âm nó mới mô tả rõ ràng thì mình mới đánh giá được là gan nhiễm mỡ độ mấy. À, một cô Hoa Hướng Dương hả? Hoa Hướng Dương cô cũng bị siêu âm mà echo dày giảm âm phần sâu nữa, là giống cô Loan Phan nãy á cô. Thì cái này nó gần như là cái mô tả này là cái mô tả của gan nhiễm mỡ á cô. À, chú Lê Văn Kích Quy Nhơn chào bác sĩ Minh. À, xin chào chú Kích. À, chú hỏi là bột nghệ trộn với mật ong ăn hàng ngày. Ồ, chú ăn bột nghệ với mật ong hả chú? Thứ nhất là chú, nếu mà chú trộn bột nghệ với mật ong mà chú ăn, tức là cái lượng mật ong và cái lượng bột nghệ nó sẽ nhiều đúng không? Chứ nếu mà chú uống thì uống ít được, chứ còn nếu chú trộn mà để ăn thì phần cần phải nhiều á. Thứ nhất bột nghệ, chú ăn nghệ nhiều nó sẽ không tốt quá chú, tại trong nghệ nó có rất là nhiều thành phần kích ứng dạ dày nha. Curcumin rất là tốt cho bệnh lý dạ dày, tuy nhiên ngoài curcumin ra trong cái nghệ chúng ta nó có rất là nhiều thành phần khác và có nhiều thành phần nó gây kích ứng dạ dày. Cái nhất, cái hai, mật ong mà chú sử dụng nhiều quá thì nó dễ dẫn tới tăng cái lượng đường trong máu á chú. Vì vậy chú nên xem lại cái chế độ sử dụng ăn uống cái này giùm con nha. Mình nên đổi qua chút xíu, có thể mình chỉ sử dụng cái curcumin thôi chứ đừng sử dụng cái tinh bột nghệ. Và mật ong mình nên có uống có thể là một cái muỗng cà phê nhỏ thôi, để giúp cho giống như là hỗ trợ tốt trên cái bệnh lý dạ dày thì có thể được. Chứ nếu mà chú ăn mỗi ngày mà dùng mật ong đi ăn là con nghĩ sẽ rất là số lượng rất là lớn á, thì vậy nó sẽ không tốt cho sức khỏe nha chú. À, chú Quỳnh Thanh Bình có hỏi câu này rất là hay: không còn tuyến giáp do bị ca giáp, vị có phải kiêng ăn đậu nành không bác sĩ? Và đậu nành biến đổi gen sử dụng nhiều có ảnh hưởng đến sức khỏe không? Cảm ơn bác sĩ. Câu hỏi này rất là hay các cô bác anh chị, và con nghĩ sẽ nhiều người quan tâm cái từ biến đổi gen nè. À, đầu tiên nha, không còn tuyến giáp do bị ca giáp, vị có phải kiêng ăn đậu nành không? Nếu như không còn tuyến giáp thì cơ thể mình đâu có sản xuất được hormone giáp,
Thì trong trường hợp này là mình phải bổ sung hormone môn giáp mỗi ngày, đúng không? Bổ sung hormone giáp mỗi ngày, mà nếu chú sử dụng đậu nành thì chắc chắn nó sẽ làm giảm cái việc mà hấp thu hay chuyển hóa của cái hormone giáp, nó sẽ không tốt. Vì vậy cố gắng hạn chế, hoặc là mình nên kiêng luôn đậu nành, được chưa? Là cái thứ nhất. Cái hai nữa, ở đây đậu nành biến đổi gen là sao? Có hai cái định nghĩa, hai cái danh từ mà các cô bác anh chị hay hiểu sai, đó là biến đổi gen và đột biến gen. Biến đổi gen và đột biến gen nha các cô bác anh chị. Biến đổi là cách mà chúng ta làm cho cái cây đó, cái trái đó nó phát triển theo ý muốn của chúng ta. À, các cô bác anh chị hiểu hiểu rõ cái từ này nha. Biến đổi gen có nghĩa là chúng ta có thể quyết định được cái sự phát triển của cái cây đó và cái trái đó theo ý muốn của mình. Ví dụ mình làm ra những cái trái cây biến đổi gen, dưa biến đổi gen, đậu nành biến đổi gen, mục đích là tăng sản lượng, tăng cái chất lượng và giảm cái việc mà những cái bị ảnh hưởng của những cái sâu bọ đó, ít phải sử dụng thuốc trừ sâu. Đó là biến đổi gen. Vậy biến đổi gen là tốt, và biến đổi gen nó sẽ giúp cho gọi là nó cung cấp được một cái sản lượng nông sản đầy đủ cho cái dân số của chúng ta. Còn đột biến gen là cái này nó sẽ biến đổi không theo ý muốn của mình. Đột biến gen có nghĩa là nó phát triển một cách bất bình thường, và đối với trường hợp đột biến gen mới là cái chúng ta sợ. Đối với đột biến gen, nếu mà chúng ta sử dụng những cái loại thực phẩm, những cái loại thức ăn mà đột biến gen á, nó sẽ không tốt cho sức khỏe chúng ta. Vì vậy chỗ này con rất là mong các cô bác anh chị hiểu rõ cái từ biến đổi gen và đột biến gen nha. Rồi, nhiều người sợ lắm các cô bác anh chị. Biến đổi gen, nghe biến đổi gen đó là sợ, nhưng mà bây giờ rất là nhiều loại biến đổi gen mà mục đích người ta biến đổi gen là tăng cái sản lượng, tăng cái chất lượng, cũng giống như là giảm cái việc sử dụng thuốc trừ sâu. Chứ người ta không phải là biến đổi gen xấu, nên rất là nhiều bà con hiểu sai cái vấn đề này nha. À, cô Dương Phi Loan, cô Dương Loan, cô Loan có hỏi là GGT tăng trong trường hợp gan nhiễm mỡ, thực phẩm có đường kể cả trái cây ngọt, ngoài ra thuốc uống như atorvastatin, silymarin có làm tăng men gan không? À, cô ơi, bây giờ cô là cái atorvastatin là cái thuốc điều trị mỡ máu, thì cái này là một trong những cái thuốc mà có khả năng gây tăng men gan. Còn silymarin là thuốc hỗ trợ bảo vệ tế bào gan, nên cái silymarin thì nó sẽ không làm tăng men gan á cô, mà ngược lại nó còn giúp bảo vệ tế bào gan nữa. Còn cái atorvastatin là cái thuốc mà nó sẽ làm tăng cái men gan của chúng ta, được chưa? À, cô Hạnh có hỏi câu rất là hay, nếu ăn chay thì sẽ thiếu sắt và thiếu vitamin B12. Thật sự sắt thì không thiếu đâu cô Hạnh, sắt là nó có nhiều ở trong những cái loại rau á, cái cô Hạnh, ví dụ những cái rau muống nó cũng có sắt nhiều nữa nha, nên sắt nó sẽ không thiếu đâu. Tuy nhiên vitamin B12 sẽ thiếu đó. Thì chỗ này á cô, để gọi là khắc phục cái tình trạng thiếu vitamin B12 thì có một vài những cái trường hợp con thấy ăn chay mà người ta vẫn ăn trứng được, trứng gà thì mình có thể ăn trứng, trong đó B12 cũng rất nhiều nha. Bên cạnh đó thì cô nên bổ sung vitamin, cái dạng như là vitamin 3B hoặc là cái dạng viên vitamin tổng hợp, thì nó sẽ đầy đủ cái vitamin cho cơ thể chúng ta. Chứ nếu mà cô không bổ sung á, thường ăn chay đúng là rất là dễ thiếu vitamin B12 nha. Đây chú cô Tiền, cô Trần Tiền có hỏi nè, tôi gầy vẫn bị gan nhiễm mỡ phải làm sao thưa bác sĩ? Đó, các cô bác anh chị thấy không, đây là cái vấn đề mà con muốn nói nè. Nhiều người gầy siêu âm ra gan nhiễm mỡ cực kỳ lo lắng, ủa mình không có mập mà tại sao mình có mỡ đó, đúng không? Các cô bác anh chị có thấy cái nó nghịch lý không? Không có mập mà tự nhiên trong gan mình nó lại có mỡ, đây chính là cái do những cái rối loạn về chuyển hóa. Cô ơi, bây giờ cô đầu tiên cô xem cái livestream con xong, cô ăn giống như những gì cái con chia sẻ, được chưa? Là cái đầu tiên. Thứ hai nữa là trong cái chế độ sinh hoạt của mình đó cô phải gắng tập luyện vận động. Và cái quan trọng ở nữ là những cái giai đoạn tiền mãn kinh, mãn kinh, thì nếu như cô đang ở những cái giai đoạn này, cô phải cố gắng làm sao kiểm soát nó, tránh nó ảnh hưởng tới cái tâm lý, giấc ngủ cũng giống như sức khỏe chúng ta, thì cái tình trạng gan nhiễm mỡ của cô sẽ được cải thiện. Bên cạnh đó cô nên bổ sung những cái loại mỡ tốt từ những cái loại cá biển tầng sâu, từ những cái loại hạt, hoặc tốt nhất là bổ sung omega 3 mỗi ngày, thì nó sẽ rất là tốt cho cái tình trạng gan nhiễm mỡ nha cô.
À, cô Thi Trần có hỏi là cho thêm vài loại thuốc trị gan nhiễm mỡ. À, đối với những cái loại thuốc điều trị bệnh đó cô, thì con không thể kê to online được đó cô. Thì đối với trường hợp mà ví dụ cô cần gan nhiễm mỡ nặng á, thì có những cái loại thuốc mà mình phải dùng để mình phối hợp điều trị, thì cô nên đi khám để được bác sĩ kê to đúng và chẩn đoán nha. Chứ con thì con không thể, tức là người ta không cho phép là bác sĩ kê to online, nên cô cũng thông cảm nhiều con nha. Cô Bùi Nguyệt có hỏi tôi bị đau bắp chân là bị sao bác sĩ ơi? À cô ơi, nếu mà đau ở bắp chân á cô, là nó có khả năng nó liên quan tới những cái bệnh lý cơ ở vùng bắp chân nha. Đầu tiên là cơ, cái hai là tĩnh mạch. Thường nữ giới sẽ là có tĩnh mạch, và con hiện giờ con đang cố gắng là con triển khai cái điều trị si van tĩnh mạch chân, mà tất cả những cái phương pháp điều trị luôn để giúp các cô bác anh chị. Thì con đã từng chia sẻ những cái cách mà mình điều trị ở tại nhà rồi, bây giờ con sẽ cố gắng để làm sao có thể điều trị những cái phương pháp mà nó giúp làm dứt điểm cái si van tĩnh mạch luôn nha. Ví dụ như là chích sơ hoặc là cái laser nội mạch hay là can thiệp nội mạch nữa, con sẽ cố gắng triển khai cái đó để giúp tất cả những cái cô bác anh chị nào có vấn đề về si van tĩnh mạch luôn nha. Chắc có thể cũng sớm thôi, trong những cái thời gian gần sắp tới đó là cái mà con đang sắp triển khai á. Cô Tô Vũ có hỏi là cô kiểm tra loãng xương chỉ số T-score là âm 1.31. Z-score thì cô bỏ qua bên đi cô nhớ chỉ số T-score giùm cô thôi. Âm 1.31 tức là nó nằm từ âm 1 tới âm 2.5, tức là cô đang bị thiếu xương. Dưới âm 2.5 mới là loãng xương nha. Còn nếu trên trừ 1, tức là từ trừ 1 trở lên trên á, trừ 1, 0, 1, 2 đó, thì cái đó là xương bình thường. Thì cô chắc chắn là cô 69 tuổi mà ti co thiếu xương là cô nên uống canxi rồi đó. Và cô nên chọn cái canxi hữu cơ kèm vitamin D3, vitamin K2. Đây là những loại rất là tốt cho cái việc mà bổ sung canxi cho cơ thể của cô và ngừa cái tình trạng tạo sỏi, ví dụ sỏi thận hoặc là sỏi đường mật nha. À, cô Lê Hoa nè, bé 85 kg nè, các cô bác anh chị thấy không, 20 tuổi mà 85 kg, chắc chắn là bé bị cái vấn đề liên quan tới cân nặng đó. Tại vì nghe thấy mà 20 tuổi mà và gan nhiễm mỡ độ 3 nó rất là nguy hiểm đó cô cố gắng nha cô, gắng động viên bé và phải làm sao cố gắng thuyết phục bé. À, chị Thúy Nguyễn có hỏi chị không có bị gan nhiễm mỡ uống omega 3 được không? Omega 3 là cái mà cơ thể chúng ta, axit béo mà cơ thể chúng ta cần và chúng ta không tự tổng hợp được, nên việc mà chúng ta bổ sung mỗi ngày nó rất là tốt cho sức khỏe chúng ta, đặc biệt là cho não, cho mắt, cho mạch máu, cho tim mạch, cho khớp, vậy cho mỡ máu. Vì vậy á, là cái việc mà ngay cả bản thân của bác sĩ Minh, ngay của em á, thì em đều uống mỗi ngày luôn, mỗi ngày đều uống omega 3 hết. Đó, thì cái việc mà ở nữ mà sau 40 tuổi cái việc bổ sung omega 3 nó là một cái tất yếu, em nghĩ là một cái tất yếu. Và nếu mà chúng ta có thể ăn được đủ nha thì chúng ta không cần bổ sung, nhưng nếu mà chúng ta ăn không đủ thì chúng ta nên bổ sung. Cô Vũ Kim Kiều Loan có hỏi là chuyên khoa cơ xương khớp cho cô hỏi, khi cô quay ra phía sau nó hay khó chịu giống như chuột rút, con chưa hiểu ý của cô, tức là cô quay ra phía sau cái vùng nào của cô bị khó chịu, lưng chân hay là tay cô? Nếu như mà bị chuột rút thì không phải là do khả năng, không phải là do loãng xương, mà do cái sự co rút cơ, do cái sự thiếu vitamin khoáng chất, ví dụ canxi, vitamin nhóm B, hoặc là có thể những cái bệnh lý tại khớp nó làm cho cái dây chằng gân của chúng ta nó co rút một cách đột ngột và thường xuyên. Thì cái này cô phải khám á cô, chứ cô nói con vẫn chưa hình dung được là cái vấn đề của cô nó nằm ở đâu. À, K76 của cô hỏi là cô 69 tuổi xét nghiệm gan nhiễm mỡ K76. K76 là cái mã chẩn đoán của gan nhiễm mỡ cô, chứ không phải là cái gì đâu cô, nên cô đừng có lo nha, giống như cái mã mà để người ta đánh trên máy tính đó cô. Cô Hương Kim có hỏi cô bị thoái hóa khớp gối trái độ 2.
À, theo Karen hoặc là Rollinsys, tức là cô có tìm hiểu về cái này luôn hả cô, hay là trong cái X-quang các bác đọc ra cái này ta? Cô ơi, nếu như mà cô hóa khớp gối độ 2 là cái giai đoạn vàng để mình điều trị những cái phương pháp tự chữa lành, và hiện tại con không biết là cô Hương Kim ở đâu, nếu mà cô có thể sắp xếp đến được phòng khám của con thì con sẽ giúp cô điều trị, không cần phải dùng thuốc, mình sẽ dùng cái cơ chế tự chữa lành tế bào vạn năng để giúp phục hồi cái khớp gối. Và cái thời điểm này gọi là cái thời điểm vàng để cô có thể dưỡng cái chân này tới 80, 90 tuổi hay 100 tuổi mình vẫn có thể là duy trì được cái chất lượng đi lại và chất lượng cuộc sống nha cô. Cô Tâm Hạnh có hỏi một cái câu hơi khó nè. Bác sĩ cho cô hỏi, cô bị đổ mồ hôi nhiều và kéo dài hơn 1 năm rồi, gần đây môi bị khô và thâm nữa, không biết là triệu chứng của bệnh gì. À, cô ơi, thứ nhất á, là nếu mà đổ mồ hôi nhiều là tức là nó đang nói lên cái chuyển hóa cơ sở của cô nó tăng á, tại vì khi mà tế bào nó hoạt động nhiều, nó chuyển hóa nhiều thì bắt đầu nó mới sinh nhiệt, và sinh nhiệt nó sẽ bài tiết qua cái đường mồ hôi. Nếu cô bị đổ mồ hôi nhiều chứng tỏ là cái chuyển hóa cơ sở của cô đang tăng, thì có khả năng bệnh lý tuyến giáp, bệnh lý tiểu đường hoặc là những cái bệnh lý liên quan tới thần kinh phối giao cảm, mà ở nữ thì con thấy liên quan tới thần kinh thực vật, liên quan tới thần kinh phối giao cảm nhiều quá cô. Thì bây giờ á, hai cái bệnh kia mình có thể tầm soát và mình điều trị được, còn đối với bệnh lý liên quan tới thần kinh phối giao cảm nó sẽ liên quan tới cái ổn định tâm lý của chúng ta, nên con không có trực tiếp khám cho cô, và con cũng không biết là cô có làm xét nghiệm định kỳ không, nhưng mà cô phải tầm soát trước giùm con bệnh lý tuyến giáp, bệnh lý tiểu đường nha. Rồi sau đó là mình mới nghĩ tới cái nguyên nhân là do thần kinh phối giao cảm. Nếu như cô có những cái sang chấn tâm lý, có những cái stress, có những cái buồn phiền hay gì đó, thì có khả năng đó chính là cái nguyên nhân nó làm cho cô bị những cái vấn đề này. À, cô Huệ Phước, à cô muốn dùng omega 3 hả, để điều trị kết hợp hả cô ơi? Cô cho con số điện thoại hay nghe cô, để hoặc chút xíu sẽ có bạn liên hệ, thì cô có thể cho số điện thoại để cho bạn sẽ kết nối để giúp cô đặt mua nha. Nếu mà viêm khớp dạng thấp nó rất là omega 3 nhuyễn thể, nó rất là hiệu quả đó cô. Con thấy rất là nhiều cô chú cải thiện rồi đến phòng khám của con, đây là cái điều rất rất là mừng khi mà những cái thực phẩm chức năng mà có thể cải thiện được bệnh lý là một trong những cái mà mong muốn của con, để giúp giảm cái việc mà dùng thuốc á. Thì cô bị viêm khớp dạng thấp thì cô nên sử dụng cái omega 3 nhuyễn thể nha cô. À, cô Nguyễn Hoài Hanh có hỏi, hở van tim 2 lá, 3 lá trung bình và bị thoái hóa khớp, vừa điều trị cả hai uống thuốc khớp nhiều có ảnh hưởng tới tim không? Chắc chắn là có đó cô. Đối với những cái bệnh lý về khớp mà có sử dụng thuốc giảm đau nhóm NSAID, ví dụ như là celecoxib là một trong những cái thuốc rất là ảnh hưởng tới tim, những cái nguy cơ về bệnh lý tim mạch, đột quỵ, đột tử do tim, hoặc là những cái nhồi máu cơ tim, hoặc là những cái bệnh lý cơ tim nó có thể xảy ra cô. Nên cô cố gắng bây giờ, thứ nhất là hở van tim 2 lá 3 lá là mình phải sống chung rồi nè, nhưng thoái hóa khớp cũng là bệnh lý mà mình phải sống chung. Vì vậy á, là mình phải chọn cách làm sao mình sống hòa đồng. Hai bệnh này cô không thể nào mà cô gọi là điều trị dứt điểm rồi đó, nhưng mình phải chọn cách mình sống hòa đồng. Bây giờ cô có thể điều trị thoái hóa khớp bằng những cái phương pháp không dùng thuốc nha. Cô có thể sắp xếp đến phòng khám của con để con giúp cô khám, chẩn đoán và điều trị bằng những cái phương pháp tự chữa lành nha cô. À, chú Sơn Lý, lại Sơn Lý, à đúng rồi chú, con đối với đột biến tam bội là chú có tìm hiểu về gen nè, đột biến gọi là quá trình những cái quá trình nhân bản hay là quá trình mà gọi là Mendel đó, trong cái sinh học mà chúng ta hay học đó, thì đúng là những cái đột biến tam bội hay là những cái phá hệ sao dần 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 đó, người ta sẽ tìm cách để người ta giúp cho những cái trái cây nó phát triển được nhiều hơn, tốt hơn, và hạn chế phải dùng thuốc trừ sâu á chú.
À, những cái cô chú nào muốn hỏi về cái omega 3 nhuyễn thể á, thì các cô bác anh chị sẽ có bạn liên hệ để tư vấn và giúp đặt cho các cô bác anh chị nha. Dạ chắc chắn rồi cố gắng, trong thời gian gần nhất chắc chắn là trong năm nay là con sẽ làm đó. Thì cố gắng càng sớm càng tốt, thì con khi mà được triển khai được là con sẽ thông báo và con sẽ làm livestream để chia sẻ. Và chắc chắn đây là cái con sẽ làm, tại vì con thấy rất là nhiều cô bị nhìn thấy rất là tội nghiệp, tại vì điều trị cái khớp ổn rồi nhưng đi vẫn nặng cái chân do cái tĩnh mạch nó giãn nhiều quá. Điều trị những cái phương pháp đơn thuần như là ăn uống hoặc là những cái sinh hoạt như là ngủ nghệ kê cao chân hay là dùng những giấy tĩnh mạch nó cũng cải thiện một phần thôi. Đối với những trường hợp đó chúng ta sẽ phải can thiệp nội mạch hoặc là chích xơ, thì nữa con sẽ triển khai để giải quyết triệt để, hoặc là nói chung là làm sao để cho cái chân của các cô bác anh chị có thể đi lại được tốt, không chỉ khớp mà còn sẽ là cái tĩnh mạch luôn nha. À, cô Nguyễn Thanh Thảo có hỏi tôi bị đứt dây chằng chéo trước 1 phần 3 hả? Tức là chú bị gọi là đứt bán phần, thì nay hết đau. Nhưng mà chú ơi, đứt bán phần là nếu như mà chú chạy là có khả năng nó đứt luôn á chú. Nên bây giờ chú cố gắng làm sao chú đi bộ hoặc là chú đạp xe hoặc bơi lội thôi nha, chứ được chú đừng có chạy bộ nha. Chạy bộ mà chú té, chú đập cái gối xuống đất là thôi nó còn khủng khiếp cỡ nào đó. Nên chú nhớ giùm con nha. Nên dưỡng cái chân mới được chú ơi. Còn nếu mà đứt dây chằng chéo trước, chú nên đều tìm những cái đơn vị nào mà có khả năng điều trị bằng những cái tế bào, ví dụ như là huyết tương nhiều tiểu cầu, tế bào vạn năng hoặc là tế bào gốc. Khi mà mình đưa vào nó sẽ làm lành cái dây chằng của mình á, nó sẽ phục hồi được cái dây chằng á, tại vì chú mới đứt có 1 phần 3. Nên chú nên điều trị những cái phương pháp này để chữa lành, rồi sau khi mà mình chữa xong mình chụp lại cái MRI mà nó lành thì chú đá banh cũng được đó nha. À, chị Thúy Nguyễn có hỏi chị bị trào ngược dạ dày uống omega 3 thường xuyên được không? À, trào ngược dạ dày chị nên chọn omega 3 nhuyễn thể và mình uống thường xuyên vẫn bình thường như vậy, không sao hết. Nhưng còn đối với omega 3 mà dạng viên vàng vàng dầu cá đó thì nhiều khả năng uống vô nó sẽ bị kích ứng dạ dày, nên chị cần chú ý nha. À, cô Phụng Trần, cô có muốn hỏi về cái curcumin mà nhắm trúng đích á, thì có thể chút sẽ có bạn liên hệ với cô nha, rồi con sẽ giúp cô là tư vấn và đặt cái curcumin nghệ mà được sản xuất bởi Đại học Y Hà Nội kết hợp với Viện Khoa học và Tự nhiên ở ngoài Hà Nội á, do những cái giáo sư và những cái tiến sĩ đầu ngành để người ta sản xuất ra, nên nó rất là an toàn về độ, rất là an toàn và cái về thương hiệu là mình có thể cảm thấy là tin tưởng nha cô. Cô Thanh Tâm có hỏi người trên 55 tuổi thì bao nhiêu lâu bổ sung canxi một lần? Mỗi ngày. Trên 55 tuổi thì bổ sung canxi mỗi ngày nha cô. Và nếu mà sợ thì 6 tháng cô ngưng khoảng 1 tháng rồi sau đó cô uống tiếp giùm con nha. Tôi cô Nguyễn chị Nguyễn Miên có hỏi 45 tuổi khám tổng quát bệnh viện gan nhiễm mỡ loại E hả? Loại E là sao ta? Gan nhiễm mỡ loại 1, loại 2, loại 3 hoặc là nhẹ, trung bình, nặng, còn loại E là sao ta? À, hơi lạ. Mới 2 tháng mà bụng tôi to và ký lên. À, nếu như mà bụng to và ký lên thì đây là một trong những cái nguyên nhân gọi là cái dòng xoắn bệnh lý của cái gan nhiễm mỡ với những cái mỡ nội tạng và những cái gọi là rối loạn chuyển hóa đó chị. Chị phải làm thay đổi chế độ ăn uống, sinh hoạt, tập luyện thể dục thể thao giống như nãy giờ bác sĩ Minh chia sẻ, và nên bổ sung omega 3 mỗi ngày nha. Ký lên mà rồi bụng béo ra nữa là tức là lên lên mỡ không á, chứ không có lên cơ rồi đó chị ơi. À, có một cái cô nghe hỏi về ca giáp, thì chắc là con sẽ làm một cái livestream chia sẻ về những cái người mà bệnh lý giáp là nên ăn gì và kiêng gì để cho cô có thể hiểu rõ hơn nghe cô nha. Bữa nay thì chủ đề chúng ta là liên quan tới bệnh lý về gan. À, cô Lê Gấm có hỏi
Ba em 74 tuổi bị đau cứng ở phía sau khớp gối, co chân ép gối sát vào không được. Đây là cái biểu hiện của giới hạn biên độ vận động khớp gối các cô bác anh chị. Nè mình nhìn nè, giống như khớp gối chúng ta co duỗi vậy nè. Bây giờ là nó bị giới hạn biên độ vận động khớp gối nha, nên chúng ta dẫn tới là chúng ta không co ép vào được. Đây là một trong những cái biểu hiện của thoái hóa khớp gối. Vì vậy á, chị nên đưa bác đi khám sớm và mình có thể chẩn đoán và điều trị càng sớm càng tốt nha chị. Rồi 50 tuổi hở van hai lá nặng, chị nên đưa đưa cái đưa bác đi khám nha chị. Không có cái này, nói chung là thuốc là em không có thể kê online được rồi đó. Nên đối với hở van tim hai lá nặng thì cái nguy cơ suy tim và những cái biến cố về tim mạch nó sẽ xảy ra rất là cao. Vì chị nên đưa đi khám sớm để điều trị sớm nha. À chúc ví dụ cô sợ thì cô có thể liên hệ với cái số điện thoại trên màn hình đó cô. Có cái số điện thoại con để trên màn hình đó, cô có thể liên hệ, hoặc là có một bạn là có để cái nhắn một cái số điện thoại của bên cái của con á, cô có thể liên hệ với số đó nha. Vì vậy nếu cô sợ. Chú Quỳnh Quốc Việt đau khớp gối, hẹo khớp gối đi kêu lợp cợp, giờ dùng thuốc gì và nên ăn gì chú ơi? Nếu mà khớp gối đi lợp cợp chứng tỏ là đang có sự cọ xát giữa hai cái xương ở trong khớp gối chú. Bây giờ việc chú cần làm là mình phải đi khám và mình coi coi mình đang là bị thoái hóa khớp gối ở giai đoạn nào, và mình nên điều trị càng sớm càng tốt nha chú. Việc điều trị đối với thoái hóa khớp gối bắt buộc chúng ta phải làm sao để cho cái khe khớp được bôi trơn và phục hồi những cái tổn thương mặt khớp. Vì vậy đối với thoái hóa khớp gối, cái việc mà tiêm những cái chất nhờn, tế bào quý tương và tiểu cầu, tế bào vạn năng hoặc là tế bào gốc là những cái phương pháp được gọi là ưu tiên và tốt hơn, gọi là điều trị chính và tốt hơn rất là nhiều so với việc của chúng ta là ăn gì hoặc là dùng thuốc gì nha. Tại thuốc giảm đau nó không giải quyết được vấn đề nha chú. Vậy chú nên đi khám càng sớm càng tốt nha. À, cô Henry Tôm, ông xã chị bị gút uống nước ion kiềm thường xuyên hay uống bao lâu? Nước ion kiềm nó giống như là nước uống hàng ngày á các cô bác anh chị. Thì ở đây có nhiều người, còn bữa hôm qua có nhận được một cái phản hồi của một cái cô nói là nước ion kiềm là giống như là uống thì giống như không phải cô nói, cô có một cái những cái chia sẻ nước ion kiềm nó sẽ không có nhiều tác dụng á. Thật sự cái này nó tùy quan điểm mỗi người thôi. Giữa nước lọc và cái nước mà nó có nhiều ion kiềm thì đương nhiên nước ion kiềm nó sẽ tốt hơn nước lọc, cái đó là chắc chắn rồi đó. Tuy nhiên là gì nè, khi mà cơ thể chúng ta phải hiểu là cơ thể chúng ta nó sẽ dễ bị bệnh khi mà môi trường axit quá, và việc chúng ta làm cho trung hòa cái môi trường axit đó, tức là chúng ta bổ sung những cái kiềm vào cơ thể, nó sẽ giúp giảm những cái nguy cơ mắc bệnh lý mãn tính, và gút là một trong những cái bệnh lý mang tính chất axit của cơ thể nè đó. Và tại sao người Nhật nó lại ít bị gọi là cái tuổi thọ người Nhật cao nhất trên thế giới? Một trong những cái mà người Nhật chia sẻ hoặc là các cô bác anh chị có thể lên tìm hiểu là mình sẽ thấy được, đó là cái việc họ sử dụng cái nước ion kiềm mỗi ngày nha. Nên ở đây á, cô có thể cho chú uống nước ion kiềm mỗi ngày luôn nha cô, và xem nó như là nước lọc. Giữa cái việc chọn lựa và nước lọc và nước ion kiềm thì chắc chắn là nước ion kiềm nó sẽ tốt hơn nước lọc bình thường của chúng ta nha. Nếu mà đây cô Linh Nguyễn có hỏi em bị thoái hóa khớp gối và cột sống thắt lưng, nếu chỉ uống omega 3 nhuyễn thể và glucosamine sum phát thì có được không? Cái này thì nó chỉ hỗ trợ thôi chị. Nếu như mà chị bị vừa thoái hóa khớp gối và cột sống thắt lưng, chị nên đi khám và điều trị sớm nha. Khớp gối và cột sống thắt lưng là hai cái cơ quan rất là xương khớp rất là quan trọng, chúng ta sẽ không thể đi lại được nếu như khớp gối có vấn đề. Vì vậy á, là chị nên đi khám và điều trị sớm, đặc biệt là những cái phương pháp hiện giờ rất là nhiều phương pháp tốt mà không cần phải dùng thuốc để có thể giải quyết nha chị. Càng để muộn á thì càng khó trị, càng để muộn cái hiệu quả càng thấp, và càng để muộn cái nguy cơ phẫu thuật nó sẽ càng tăng lên, được chưa?
Cô Đức Hải, cô có hỏi đau khớp gối đi khám, họ chẩn đoán bị thoái hóa khớp gối và gai dịch, có tim rồi. Nếu mà có gai và có dịch và có thoái hóa khớp gối, đầu tiên mình phải giải quyết cái dịch trước cô. Cái dịch, nếu mà dịch nhiều và có tình trạng những cái viêm gân cơ xung quanh, mình phải giải quyết cái này trước, rồi sau đó mình giải quyết tới tình trạng thoái hóa nha. Thì con không biết cô ở đâu, nhưng mà nếu mà tư vấn thì tiêm cái huyết tương vào tiểu cầu hoặc là tế bào gốc là một cái cơ chế điều trị, là cơ chế theo cơ chế tự chữa lành là tốt đó cô. Nhưng mà cô nên giải quyết cái dịch trước nha. Ở đây con thấy cô có dịch khớp gối, mà nếu không giải quyết cái dịch thì tiêm cái này vô nó cũng không có hiệu quả cao, khi mà cái lượng dịch quá nhiều. Vì vậy đầu tiên nếu lượng dịch ít thì mình có thể tiêm, nhưng mà nếu như mà dịch nhiều là mình phải rút dịch mà mình giải quyết cái viêm nhiễm trước nha cô. Con không biết là cô đang ở đâu, nếu được cô có thể sắp xếp đến phòng khám của con để con kiểm tra cho cô, coi cái tình trạng dịch như thế nào, cái thoái hóa khớp ở mức độ như thế nào, mà mình có cái hướng mà mình chẩn đoán và mình điều trị đúng nha. Rồi ok, cũng 1 tiếng 30 phút rồi, chắc là con xin phép kết thúc cái livestream ở đây. Rất là cảm ơn các cô bác anh chị đã theo dõi cái livestream của con đến cuối buổi, hiện giờ cũng còn rất rất là nhiều người coi. Thì rất là mong cái buổi livestream này sẽ chia sẻ được nhiều kiến thức về bệnh lý gan nhiễm mỡ và cách mà chúng ta bảo vệ gan của chúng ta cho các cô bác anh chị có thể làm tại nhà, và ngoài ra là giúp cho mình có thể biết cách ăn uống như thế nào cho nó đúng để giúp cho cái cơ thể chúng ta tránh những cái bệnh lý về rối loạn chuyển hóa. Thì hôm nay cũng là thứ bảy cuối tuần, con xin chúc tất cả các cô bác anh chị có một cái cuối tuần thật là nhiều niềm vui bên gia đình và thật là nhiều may mắn. Rồi xin hẹn gặp lại các cô bác anh chị vào tối thứ hai nha. Thì sẽ có một cái chủ đề livestream rất là hay vào tối thứ hai, rất là mong các cô bác anh chị cũng sẽ đón xem. Rồi bây giờ xin chào tạm biệt và chúc tất cả các cô bác anh chị ngủ ngon.